hướng dẫn cho mọi người sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để bán một cái sản phẩm như thế nào cho nó hiệu quả và bán một cái sản phẩm mà mình mới toanh luôn, mà một new buy bán đúng không ạ? Mình xác định đang làm sao để bán được một cái sản phẩm bất kỳ, bây giờ bất kỳ thứ gì mình đưa vào cho mình bán được. Tại vì có một cái mà chúng ta phải xác định ngay trong cái quá trình mà làm marketing, làm kinh doanh online là bán gì không quan trọng, quan trọng là bán như thế nào. Đấy là cái rõ ràng, đúng chưa? Và bây giờ làm sao? Đầu tiên đó là chúng ta đi từ sản phẩm, chúng ta phải xem đó là sản phẩm gì, đúng chưa? Chất liệu là làm sao? Đó. Có điều gì khác biệt? Cơ chế chính sách của nó như thế nào? Đúng không ạ? Và đấy là vấn đề mặt bản chất vật lý thôi. Nhá. Như là bán cái dây cáp này chẳng hạn, thì dây cáp này bằng cao su chẳng hạn, đúng không? Là dùng cho iPhone chẳng hạn. Thì đây là những cái vấn đề liên quan đến vật lý, đúng không? Và nó có bọc thép như thế nào, bọc kim loại như thế nào, đầu bọc như thế nào, IC mấy mấy IC trong này. Đây là những cái vấn đề vật lý. Nhưng mà vấn đề ấy, từ cái sản phẩm này chúng ta xác định cho bằng được những vấn đề là bây giờ ấy, là ai là người cần cái sản phẩm này. Do chúng ta không làm cái điều này khi mà chúng ta làm kinh doanh ấy, nên là chúng ta đi sai đường xíu nữa ấy, nó sẽ liên quan trực tiếp đến vấn đề marketing. Và tôi tin chắc rằng đến 80 đến 90% anh em new buy ở đây này, khi mà chúng ta làm ấy, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết rất là rõ, nhưng mà khi mà làm ấy, là chúng ta chẳng hiểu gì. Khi mà làm chúng ta sẽ không hiểu gì hết, chúng ta sẽ chẳng biết gì, chúng ta sẽ làm sai vô cùng luôn. À, tại vì chúng ta nói rằng nó quá dễ và nó dễ hiểu, nó không hề dễ xíu nào đâu. Cái vấn đề về vật lý, những cái vấn đề kiến thức liên quan đến sản phẩm này là điều đương nhiên, và nó là cái điều dễ dàng nhất, cơ bản nhất, căn cơ nhất. À, sản phẩm nào nó cũng có phần mô tả sản phẩm hết, và đấy là cái điều mà đơn giản đầu tiên nhằm xác định. Cái tiếp theo là từ cái sản phẩm này chúng ta sẽ xác định cho bằng được, cho kỳ được và vạch ra, viết ra, đúng không ạ? Nhưng có rất là nhiều sách vở để chúng ta viết ra những cái vấn đề mà trong cái quá trình mà làm bán cái sản phẩm này ấy. Thì bây giờ cái sản phẩm này là bán cho đối tượng nào, cho ai, bán cho ai, đúng không ạ? Bán cho ai? Cái điều này nó sẽ như thế này này. Anh em mình biết rằng đây là ví dụ như là bán cái này, bán cái dây cáp này thì nó gọi là cái sản phẩm phổ thông rồi. Chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà nó có mang tính chất cụ thể nó khó. Còn sản phẩm phổ thông này thì nó dễ rồi nhá. Sản phẩm phổ thông này thì nó dễ rồi. Bán cái visa này đi. Visa này là visa nam. Đó. Thì bây giờ xác định bán cái visa nam này chúng ta sẽ biết là nó là da bò, đúng không ạ? Chất liệu da bò cao cấp, đúng không ạ? Thiết kế rất là mỏng. Đó, và khá là rất là đơn giản, tuy nhiên là nó thể hiện được cái sự rất là đẹp, cũng giống như là cái đẳng cấp, nó không có rườm rà in các kiểu lên trên này. Có rất là nhiều người ta thích cái phong cách mà đơn giản giống như vậy, đúng không ạ? Với cái sản phẩm này về cơ bản kết cấu, chất liệu rồi là các vấn đề về mô tả thì nó là điều đơn thuần, nó là thông số kỹ thuật, dài bao nhiêu đấy, mười mấy centi nhân mười mấy centi, dài rộng bao nhiêu đấy là cơ bản ok, đó là xác định đầu tiên. Nhưng mà bây giờ xác định cho bằng được sau khi sản phẩm này cung cấp cho ai. Đây là sản phẩm visa nam, cung cấp cho nam, giới tính nam, ok, đối tượng của mình đó là nam giới, được chưa? Khi mà xác định đối tượng mà chung chung như thế này thì chắc chắn anh em mình làm marketing thất bại, tôi dám khẳng định luôn. Và đó là lý do gần như là tất cả mọi người đều sẽ cho rằng tôi biết rồi kiểu thế. Và đó là lý do tại sao mà anh chọn ngách, dù cái sản phẩm đó nó ngon cỡ mấy đi chăng nữa lại mọi người không bán được. Còn có những người mà người ta bán cái sản phẩm khó vãi luôn, người ta mình cảm thấy rằng sao mà nó lại bán được những sản phẩm như vậy nhỉ, và bán được giá cao vậy nhỉ. Tại vì sao? Tại vì người ta xác định rất là rõ nét, người ta xác định cực kỳ chi tiết như thế nào. Ví dụ nam này, độ tuổi, đúng không, giới tính là nam, đúng không ạ, độ tuổi từ bao nhiêu, từ những người nào sẽ mua sản phẩm này của mình, đó là những người mà đã làm ra tiền, đa phần là như vậy. Và cái giá cả của sản phẩm này cũng khá là cao cấp, nó hơn khoảng tầm hơn 200.000, hơn 250.000, thì đây là phân khúc cũng gọi là trung trung cấp rồi. Thì đây là những người mà làm ra tiền, thì cái người mà làm ra tiền thì chắc chắn phải học sau đại học hoặc là sau cao đẳng, đúng chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định là từ đó là cái người mà nó độ tuổi và từ 20 tuổi trở lên, đúng không, 20 tuổi đến 40 tuổi, thì đây là cái phạm vi khoanh vùng của mình. Đấy.
Và cái sở thích của họ là phải là sở thích liên quan đến tài chính, đúng không? Sở thích của họ liên quan đến du lịch. Vậy chúng ta lấy nói tóm gọn là xác định cái sở thích của cái khách hàng của mình. Bất kể sản phẩm nào, bất kể bán cái gì cũng phải đều qua trải qua cái bước này. Nếu như mà anh em nào mà đã từng học qua một cái khóa học về chạy quảng cáo cơ bản đấy thì sẽ hiểu cái này nó là gì, nó là insight khách hàng. Mà ông không xác định insight khách hàng thì ông sẽ target không được. Ông target không được thì ông sẽ target lan man, target lung tung và sẽ không target được đúng cái người mà mua hàng của mình, thì chạy quảng cáo bao nhiêu tiền cũng chẳng có, rất là khó đúng không? Ban đầu ấy là chạy quảng cáo đốt tiền cũng không ra được đơn, đó là lý do ấy, tại vì chúng ta không không target đúng không? Đỉnh cao của chạy quảng cáo là không target, nhưng mà cái máy học nó đã học rất là đỉnh cao rồi, nó có nhóm rồi đúng không? Có nhóm đối tượng rồi đúng không? Phải hiểu cái chỗ đó. Còn cái ông bán cái sản phẩm này mà không chạy quảng cáo nhá, ông không xác định được khách hàng, đối tượng khách hàng của mình là ai, ông sẽ không có bán được, rõ ràng luôn đó. Và chúng ta sẽ làm rất là nhiều xíu nữa sẽ đi vào trong cái phần marketing để lý giải ấy, một cái câu là em cũng làm giống như mọi người, em đăng rất là nhiều nhưng mà không ai mua, em đăng rất là nhiều nhiều người hỏi nhưng mà không chốt được đơn đúng không? Ông đăng nhiều nhưng mà vào trong cái nhóm đấy có khả năng là khách hàng tiềm năng hết đúng không? Ông hỏi, ông đăng nhiều và có rất là nhiều người hỏi nhưng mà toàn trẻ trâu thì nó toàn hỏi và nó không mua, đó là lý do tại sao mà bán không được hàng đúng không? Còn cái ông mà ông bán, ông xác định được rõ, ông sẽ target đúng, ông target đúng thì ông làm ít hơn nhưng mà nó hiệu quả hơn, chất lượng hơn, ông bán được rõ ràng đó. Và ông xác định được những cái tiêu chí của cái sản phẩm của mình ấy, của khách hàng, đối tượng khách hàng tiềm năng của mình ấy, thì ông sẽ có cái chiến lược hợp lý. Chiến lược hợp lý nó sẽ thể hiện qua việc là cách marketing hợp lý, content hợp lý, hình ảnh hợp lý và cái câu chuyện bán hàng hợp lý. Nhớ nhá, tất cả những cái vấn đề của em nói thì tốt ký lại, và anh em nếu mà không nghe nghe cho nó vui ấy thì rồi đâu nó lại vào đấy. Còn thật sự đúng không, giống như cái buổi gì, training hôm trước khi nói rồi ấy, là hôm nay đông ấy, nhưng mà cái người mà làm được và ra kết quả ấy, nó chỉ là gì ạ, 3% trong số lượng người này thôi. Ví dụ như là hôm nay 40 người đúng không, 3 4 2 đúng không, 3 4 khoảng tầm chục người đúng không, không đấy khoảng tầm 1 2 người gì đấy là ra được kết quả ngay sau khi mà học, còn lại là vứt đi hết, nghe cho vui vứt đi hết. Thì mình đấy là cái nói thật đúng không? Thì xác định giới tính, xác định độ tuổi, xác định các cái sở thích. Sở thích nó sẽ gồm cái gì đúng không? Cái những người nào mà người ta sẽ cần mua ví, chắc chắn rằng đó là cái sở thích của người ta. Tiếp theo, trước khi mà nói về vấn đề sở thích thì nói về nhân nhân khẩu học một tí, đó là những người mà làm công ty, làm nhân viên văn phòng thì đa phần người ta sẽ mua cái visa đẹp, tại vì nó thể hiện cái visa, nó còn thể hiện cái gọi là cái tôi cá nhân, cái bản lĩnh, rồi là nói chung là thể hiện cái đẳng cấp của cái người đó, thường là như vậy đó. Ví dụ như là bán visa nhá, thì người đó là phải làm như là công chức này, thì công chức ở đó là giáo viên này, công an hay là bộ đội này, hay là nhân viên văn phòng này, nhân viên làm giờ hành chính này, thì đó là cái khách hàng đối tượng đó về nhân khẩu học của mình đúng không ạ? Là những người sau đại học là rõ ràng rồi, rõ ràng là sau đại học rồi nhá. Rồi tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ xác định được cái gì, sở thích của họ là vấn đề về tài chính, sở thích của họ là vấn đề về du lịch, sở thích của họ là những cái vấn đề liên quan đến như là may mặc, thời trang, được chưa, làm đẹp đó. Thì đó là những cái sở thích căn bản. Tại vì sao mà mình biết được thì đây là gọi theo logic học thôi đúng không? Theo logic học thì những người mà thích thời trang, thích làm đẹp đúng không, thích phụ kiện thì người ta sẽ mua cái phụ, cái này là một trong những dạng phụ kiện, được chưa? Phải xác định ra, chúng ta xác định ra ban đầu ghi rất là chi tiết ra, có thể nó đúng có thể nó sai nhưng mà viết nhầm còn hơn bỏ sót, tại vì viết ra nó không có bị mất cái gì cả, đúng chưa? Thì nó sẽ rất là tốt cho việc mà mình marketing đúng đúng chỗ đúng nơi và đúng điểm, nó sẽ tạo ra chuyển đổi ngay lập tức khi mà chúng ta làm đó. Và cái hành vi, một số cái hành vi của khách hàng này là người ta thường thích mua hàng online, và bây giờ làm sao để kiếm được những người khách hàng mua hàng online, tôi có biết cách luôn đúng không ạ? Nếu mà sử dụng tốt và chiêu trò thì vô cùng nhiều luôn. Những người mua hàng online là những người thường xuyên comment bởi những cái bài chạy quảng cáo ấy, ở những cái nhóm mua bán, đó là những cái người mà thường xuyên mua hàng online. Thì chúng ta để sau này chúng ta sẽ áp dụng chiến lược là kết bạn chẳng hạn đúng không, hay là chúng ta giới thiệu sản phẩm và trong đấy chúng ta kéo phễu chẳng hạn, tạo ra một cái nhóm đúng không, tạo ra một cái nhóm trao đổi, tạo ra một cái nhóm sở thích đúng không,
tương đồng về về cái sản phẩm của mình, để mình tạo ra một cộng đồng về thời trang. Sau đó chúng ta sẽ bán cái này vào, nó có vô vàn cách. Về cách marketing thì xíu nữa sẽ có trực tiếp, gián tiếp và có câu chuyện như thế nào, đúng không? Nó có vô vàn thứ để chúng ta target, chứ không phải là chữ bán rồi đăng bài bán. Đấy, cần bán vào đã luôn, tạo một cái nhóm, đúng không? Tạo ra một cái nhóm mà trong đó là cái nhóm đó chứa toàn những khách hàng tiềm năng, toàn những công chức, toàn những nhân viên văn phòng, đúng không? Sau đó là gì? Mình sẽ chia sẻ những cái sản phẩm liên quan mà mình không phải sản phẩm của mình luôn, mà nó phục vụ hữu ích cho cái việc mà làm văn phòng. Sau đó là mình đưa sản phẩm của mình vào trong đó mình bán. Nó sẽ trải qua mấy bước. Đó là lý do tại sao mà anh bán hàng không được. Tôi đã khẳng định luôn đã, còn lại góc độ mà mình nói rồi là bán gì thì không quan trọng đâu, bán như thế nào mới là điều quan trọng, đúng không? Và mọi người thường muốn bán được hàng nên mọi người đăng sản phẩm ngay, và nó sai hết. Tất cả những cái cuốn sách như thế này nó đều hướng dẫn là 80% là chia sẻ, 20% là bán hàng, mà chúng ta đọc nghe cho vui vậy nhưng mà không hiểu, tại vì tự cao thôi. Chúng ta nghĩ rằng ừ mình biết rồi, kiểu thế. Rồi ok, đến qua phần marketing. Sau khi mà xác định sản phẩm rồi, xác định được đối tượng khách hàng của mình, đây gọi là insight, gọi là chân dung khách hàng, mục tiêu của mình là ai, độ tuổi gì, giới tính nào, sở thích ra làm sao, hành vi như thế nào, đúng không? Nhân khẩu học như thế nào, viết thật là chi tiết rõ nét ra, thì chúng ta sẽ có những cái cách để target vào trong đó. Tất cả đầu tiên là đặt ra một cái câu hỏi đầu tiên là họ đang ở đâu, đúng không ạ? Những cái sản phẩm khách hàng của mình này họ đang ở đâu, đúng không ạ? Những cái mà người văn phòng đó, những cái người mà liên quan đến tiền tài chính ấy, thì người ta sẽ liên quan đến ở trong cái nhóm liên quan đến khởi nghiệp, liên quan đến kinh doanh, liên quan đến các những vấn đề về thẩm mỹ mỹ thuật, những cái liên quan đến hơi cao cấp một tí. Đó là cái vấn đề mà chúng ta xác định được họ ở đâu, chúng ta lại tiếp tục gạch đầu dòng ra để làm gì ạ? Để chúng ta tham gia vào cái nhóm đó, để chúng ta bắt đầu ấy, chúng ta có thể là đưa câu chuyện của mình vào, đưa câu chuyện của mình vào, hoặc là chúng ta sẽ theo theo dòng thời gian, theo dòng thời gian để chúng ta có những cái mối quan hệ. Thì xíu này mình sẽ nói cho mọi người một số cái vấn đề mà mình làm thực tế nhá, thực chiến như thế nào cho những cái sản phẩm của mình. Có những cái sản phẩm nó khó hơn những cái sản phẩm đơn thuần như thế này nhiều, đó là tài chính, đúng không ạ? Nó là các vấn đề về chứng khoán, nó liên quan đến các vấn đề về crypto, nó liên quan đến các vấn đề về hosting website, nó còn ảo hơn cả cái sản phẩm vật chất như thế này nhiều luôn đó. Chứ bán những cái sản phẩm vật chất này là điều đơn giản đấy. Thì bây giờ là xác định bây giờ là họ đang ở đâu, đúng không nào? Họ đang ở đâu thì bây giờ chúng ta liệt kê tất cả những cái nhóm mà họ đang ở trong đó. Nhóm ở cái group Facebook đó. Cái group Facebook là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ đang sử dụng cái kênh nào, độ tuổi đó, độ tuổi từ 20 đến 40 họ đang sử dụng kênh nào nhiều, Facebook, đúng chưa nào? Họ có thể sử dụng thương mại điện tử rõ ràng, người ta họ có thể là sử dụng TikTok rõ ràng, đúng không? Thì đó là những cái kênh, đó là những cái nơi mà họ ở. Cụ thể hơn là ở Facebook là ở nhóm nào, cụ thể hơn nữa là từ cái việc mà xác định cái sở thích ấy, hành vi các thứ đấy của người ta đó, thì mình xác định được ấy, là bây giờ là họ có hành vi gì, sở thích như nào để chúng ta trong cái nhóm, trong cái kênh đó thì chúng ta lập ra một cái kênh, đúng không? Lập ra cái kênh cung cấp những cái kiến thức, cung cấp những cái kinh nghiệm, cung cấp chia sẻ những cái vấn đề mà bản thân cái khách hàng của mình thích, đúng chưa nào? Thường mấy ông con trai thích thể thao, đúng không? Con trai thích ngắm gái đẹp, đúng không? Thích những cái vấn đề liên quan đến phụ kiện, thích cái gì đó liên quan đến mạnh mẽ hoặc là mạo hiểm. Thường nó là như vậy, và chúng ta bắt đầu chúng ta xây dựng kênh bởi những cái kênh mà chúng ta không xác định cái đối tượng khách hàng, để chúng ta gì ạ, gom gom follow, ví dụ như là TikTok chẳng hạn, đúng không ạ? Hay là chúng ta đặc biệt là làm TikTok hay là làm fanpage chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm những cái cộng đồng như vậy, chúng ta tạo ra cái cộng đồng như vậy luôn. Một là chúng ta tạo ra cái nhóm đó, hai là chúng ta tạo ra cái kênh có cùng cái sở thích đó, chưa bán cái sản phẩm này vội nhá, thì đó là tư duy về affiliate marketing trong kinh doanh thực tiễn. Trong kinh doanh thực tiễn thì đó là lý do tại sao mà em mình hay ngưỡng mộ những ông mà làm MMO. Những ông làm MMO là ông cực kỳ sành sỏi luôn, ông sẽ không bao giờ bán hàng trực tiếp, thường là ông sẽ tạo một kênh giống nhẹt như vậy. Ví dụ như là muốn affiliate về các cái sản phẩm liên quan đến tài chính thì hạn sẽ làm ra một cái blog chia sẻ các cái kiến thức liên quan đến tài chính, tạo ra là một cái group, một cái hội nhóm ấy, chia sẻ những kiến thức liên quan đến tài chính, sau đó mình mới khéo léo mình đưa sản phẩm của mình vào
Còn ví dụ như là bán các cái vấn đề về phụ kiện như thế này thì tạo ra những cái nhóm trao đổi phụ kiện nam, đúng không ạ? Hay là thời trang nam đó. Và chúng ta tham gia những cái nhóm đã có rồi để chúng ta kéo cái khách hàng về cái nhóm của mình bằng cách nào? Phải vào trong nhóm đó mình xem là người ta đang cần cái gì. Có hai thứ mà chúng ta có thể xem họ cần cái gì ấy. Một là họ đăng bài ở trong cái nhóm đó, hai là cái người ta ấy, người ta xem cái phần comment bình luận ở các cái bài khác ở trong nhóm, thì đó là những cái khách hàng tiềm năng của mình. Từ đó là những cực kỳ, tôi bán cực kỳ điện thoại, tôi cực kỳ chăm luôn, tôi cực kỳ chăm để làm cái điều này luôn. Và bạn có tin là khi mà tôi làm mà tôi gom nhặt từng người một, đúng không ạ? Đấy, tôi gom nhặt từng người một. Em mình có nhìn thấy cái mà bài trên xe không, đúng không ạ? Em mình có thể nhìn thấy bài trên xe không? À, có thấy cái màn hình xe không ạ? Đây, đúng không ạ? Ví dụ nhé, bạn có thể nhìn thấy màn hình về hình xe không ạ? Nếu mà thấy thì mọi người nó là thấy đi ạ. Thấy màn hình xe không ạ? Ok, ví dụ một số cái ví dụ này, xác định hết tất cả mọi thứ rồi nhé. Ok, thì ví dụ như ở trong cái nhóm này, admin bán hosting tên miền và website, tôi tạo ra một cộng đồng tự học làm website và sau đó là chia sẻ những kiến thức này. Đó. Sau đó là chia sẻ các kiến thức ở trong này, các bạn thấy không ạ? Nhặt từng người một cho tới khi, đúng không ạ, nó lên 4.800 người, đúng không ạ? Và cho mọi người xem cái kết quả mà tôi bán hosting nhá, hoặc là bán website nhá. Đó, đây là cái mà hosting affiliate hosting và admin này, đây này, đúng không ạ? Đó, đây này, 300 đô này trong tháng này này, mọi người nhìn thấy rõ không ạ? Và cái quá trình mà tôi làm này, pay to me này, đúng không ạ? Đã trả lại cho mình này, đây này, 5.025 đô, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn rõ hơn nhá, đúng không ạ? Và đó đấy, tạo ra một cộng đồng người ta muốn học về làm web. Sau đó mình sẽ chia sẻ những cái bán hosting, bán tên miền, đấy là một cái vấn đề bình thường nhé. Tôi còn làm website cho người khác, ở trong này có những cái bạn người ta thuê mình làm web này, có những bạn người ta muốn mua các cái tích hợp của mình, muốn mua những cái thêm của mình, đúng không? Như vậy mình đang có sở hữu rất là nhiều cái kênh website đây, đúng không? Đây là website của mình đang fix, đúng không, đang làm một kênh chợ cho chính bản thân mình, đúng không? Trong đây nhiều web lắm, đây là web về thời trang này, mà nhìn sau là web về thời trang này, nhiều web vô cùng, đúng không? 30 giây có một cái web rồi, đúng không? Nếu mà bạn muốn sở hữu một web để bán hàng thì liên hệ mình phát là có ngay nhá, sẵn sàng thôi, dễ, rất là dễ thôi, 1-2 triệu tự học hay là thuê làm, đúng không? Mình làm có content hết, chỉ việc bán và phát triển thôi đấy, để làm web đấy. Một cái nhá, là cái mà vừa xong nói là phụ kiện mà bán được rất là nhiều phụ kiện điện thoại, bởi việc mà chúng ta làm thôi, chúng ta phải đi từ cái tư duy như vậy. Đây, cái group phụ kiện điện thoại iPhone, gọi tự phụ kiện điện thoại này, laptop này, phụ kiện kinh doanh phụ kiện điện thoại và laptop này, gom từng người một vào đấy, và nhóm riêng tư nhé, 3.000 người, các bạn thấy không ạ? 3.000 người đấy, 3.000 người, đúng không? 3.000 người đây, thấy chưa nào? Và bây giờ mình bán sản phẩm của mình ở đấy đấy, mình bán sản phẩm của mình ở đây được không ạ? Thì tất nhiên là phải có người mua rồi đấy, đúng không ạ? Đó, tất nhiên là có người mua, là có người muốn làm cộng tác viên của mình, có người muốn làm đối tác của mình, có người muốn mua sản phẩm của mình, đúng chưa nào? Và cái admin chỉ đăng mấy cái này thôi, thậm chí là đăng một vài bài thôi, người ta tự nhắn tin qua Zalo để mình chốt đơn đấy. Và gì ạ, còn rất nhiều nữa, vì nhóm về vấn đề về thời trang chẳng hạn. Và kinh doanh ấy, nó khó chứ, nếu mà dễ thì ai cũng giàu rồi, đúng không nào? Nó khó thì mới đến lượt mình đấy, nhặt từng người một, người ta cần gì mình nhặt người ta vào đây, nhặt trăm, đúng không ạ? Cái người ta gọi là cái nhiễu, gọi nước nhiễu lâu ngày thì cũng đầy cái bể, đúng không ạ? Cái năng nhặt thì chặt bị đấy, 219 người, nó không phải tự nhiên mà nó có được những cái người này, đó là những người có nhu cầu, mình ép họ vào đây, có được chia sẻ cho họ những cái sản phẩm của mình, thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra chuyển đổi, nó sẽ tạo ra lượt mua hàng, đúng không ạ? Và từ đâu, từ việc mà chúng ta xác định được, thì chúng ta bây giờ vừa xong cái việc về thời trang, đúng không? Về phụ kiện thì rất là nhiều nhóm về thời trang chẳng hạn, thời trang nam chẳng hạn, thì bây giờ mình gõ cái từ khóa này ra, bây giờ mình bấm vào cái phần nhóm này, xác định rằng cái thời trang nam đó, đúng không? Người ta đang ở trong cái nhóm nào đây này, thời gu thời trang nam, gợi ý phối đồ này, tham gia liền, được chưa ạ? Thời trang nam 5K4 người này, tham gia liền. Bây giờ mình vào trong nhóm này, đúng không? Mình xem bây giờ là ở trong đây người ta nào, đúng không? Có đối tượng nào người ta đang cần gì không ạ? Đúng không ạ?
người ta đang cần cái gì, người ta muốn cái gì, và trong đây là những cái người người ta đang có xu hướng gì vào cho nên mình học, mình hỏi, rồi có những cái câu hỏi người ta đặt ra và bắt đầu mình ở ok em có cái sản phẩm đó này đúng không, anh có thể vào trong đây xem tham khảo những cái sản phẩm của em này, hoặc là mình xem cách marketing của thằng khác có đang làm cái gì đúng không nào. Em mình nói thật sự luôn, nếu như cái nhóm này không phải là mua hà mua cái group mà group này 100% từ việc building từng người một đầu tiên lên á, 2.600 người này á, thằng chủ của cái admin của thằng group này á, nó không giàu thì thôi đúng không. Cái việc mà ví dụ như admin tạo ra cái group bán hàng đúng không, tạo ra group về cộng đồng dropship này, biết bao nhiêu người bán được hàng cùng ở Fulfillment Center rồi đúng không nào. Đấy là cái thứ nhất. Rồi là tạo ra cái nhóm về về website, biết bao nhiêu người đúng không ạ, người ta học làm web được ở trong Fulfillment rồi đúng không, rất là nhiều đúng không ạ. Ví dụ như cái web này, web pro ấy, tất cả những người mà làm web pro đều được ép vào trong này, có các bạn tham gia này thoát ra thoát vào rất là nhiều đúng không ạ. Đây là những người mà đã mua hot và làm web hoặc là đang có website hơn 80 người đúng không ạ. Tỷ lệ chuyển đổi đây gọi là làm chơi cho nó vui thôi chứ không phải là làm cho nó chuyên nghiệp thực tế đó đúng không ạ. Tại vì em đi làm quá nhiều thứ, kể cả bán hàng, làm dropship 14 15 ngách 20 ngách, vừa bán vừa làm dịch vụ vừa làm cộng tác viên vừa làm đội nhóm vô cùng nhiều, đây làm chơi rồi đúng không ạ. Nên mình làm nhiều thì mình được nhiều, và đây là cái lý do tại sao mình phải xác định từ cái sản phẩm đầu tiên làm sao mà tôi biết là bán được hosting này, đâu ai dạy đâu đúng không, làm với cho người nước ngoài mà đúng không, đâu ai biết được đâu đúng không nào. Mình xác định là bây giờ là ai là người cần mua hot, ai là người có cần có website thì chắc chắn là đó là những người bán hàng rồi, chứ không thể nào mời đúng không ạ, không thể nào mà mời bác nông dân mua cái hosting được, người ta đâu có làm gì đâu đúng không nào. Chắc chắn rằng đó là phải là người gì ạ, người đang là bán hàng, đang là kinh doanh, đó là chủ shop đúng không, đó là những người làm MMO rõ ràng. Thì bây giờ chúng ta phải mở ra một cái group đúng không ạ, về làm web chẳng hạn đúng không, về website cộng đồng tự học làm web hay là về marketing chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu chia sẻ những cái kiến thức vào trong này đúng không. Ở trong đây các bạn có thể nhìn thấy mình sẽ chia sẻ rất là nhiều kiến thức này, kiến thức về web này đấy đó đúng không nào, rồi là chia sẻ những cái website này đúng không ạ, chia sẻ những cái vấn đề cái kiến thức về web này đấy đó, về content này cho những các bạn mà viết về content lên trên này đấy, lại có người tham gia có thật sự luôn. Cứ một ngày là bây giờ cái web này của admin đó khi mà kéo đến một cái mức độ nhất định đấy là nó có ăn đề xuất đúng không, nó ăn đề xuất là có rất là nhiều người người ta tự vào, người ta sẽ tự tìm kiếm được, thì mọi người có thể nhìn thấy nhá cái mức độ tăng trưởng của cái nhóm của admin nó đang tăng kinh khủng khiếp luôn, nó tăng như vũ bão. Đây là nhìn thấy này 7 ngày qua nhá, đó 7 ngày qua này tổng số thành viên này đây nó tăng lên này, các bạn thấy không ạ, từ việc mà nó có chỉ có 2.000 thôi nó tăng lên thêm, tăng lên rất là nhiều người luôn đúng không ạ. Có thể làm web đây này, bấm F5 ạ, cho tập nhập lại đây cái cộng đồng làm web đây, người tham gia này, hai người tham gia này, các bạn thấy không ạ. Bạn biết chúng tôi từ đâu là từ Facebook này đó, bạn muốn làm website về mảng gì, lifestyle này đấy, bạn biết tôi từ Hà Lan, Hà Nam này đúng không ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái mức độ tăng trưởng nhé, bạn hãy hãy nhìn thấy ạ. Bạn hãy nhìn thấy nó thì khủng khiếp đúng không nào, mức độ tăng trưởng nó thẳng đứng luôn đúng không ạ, tăng trưởng rất là cao luôn, mức độ tương tác đúng không ạ? Khá là tốt đúng không ạ, đấy cũng khá là tốt, mức độ tăng trưởng cái số lượng người đã ăn đề xuất rồi rất là nhiều rồi, và từ đó đúng không ạ, nó tạo ra khách hàng của mình bởi việc mà người ta mua mua hot hoặc là mua web của mình đúng chưa nào. Đấy là những sản phẩm rất là khó, rất là trừu tượng đúng không, trừu tượng không phải giống như là cái sản phẩm đơn thuần nó là cái ví da, cái đồng hồ đúng không, hay là cái phụ kiện điện thoại nó rất là dễ thôi đúng không. Xác định ở trong những cái nhóm nào mà khách hàng của mình vào đó, mình đăng bài vào trong đó đúng không, ví dụ như thời trang đúng không, thời trang gì đó nam hay nữ thì chúng nó đăng bài vào trong đó thì chắc chắn là khách đó ở trong đó rồi, sản phẩm của mình khác biệt nữa đúng không. Bây giờ là có rất là nhiều nhóm về thời trang này đúng không, và cái nhóm đông đấy, hai nữa là những cái mua hội mua bán gì đó đấy, mua bán này đúng không, ví dụ như là hội mua bán Đà Lạt chẳng hạn, mua bán Đà Lạt chẳng hạn, và cho những cái trung tâm rất là đông dân đấy, Đà Lạt giao mặt Đà Lạt 279.000 người ở trong đây rất là đông luôn. Và bây giờ chúng ta tăng cái sản phẩm của mình vào trong đây với một cái gì ạ, một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là bắt mắt nữa, bạn có thể nhìn thấy cái mức độ tương tác của trên này khủng khiếp, thậm chí là ví dụ như cái nhóm này nó có thể là thu tiền đúng không ạ, nó có thể thu tiền của mình nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể để 50, 100 hay là 20 làm một bài viết gì đó ok chơi luôn
nó đăng lên cho mình một cái thôi là Mệt mình ra đơn vô cùng. Tại vì sao? Tôi phải xác định được những cái nơi, đúng không? Những cái địa điểm này là cái nơi mà chứa khách hàng của mình rất là nhiều. Mình muốn bán ở trong cái khu vực này, đúng không? Nên anh em mình nói là ở cái thành Bão Hòa rồi, đó là tư duy của mọi người. Ở Đà Lạt Bão Hòa thì nơi tôi không ở Đà Lạt nữa, đúng không? Tôi ra Hải Phòng, đúng không? Mua bán Hải Phòng chẳng hạn. Tôi chẳng biết là Hải Phòng ở chỗ nào, đúng không? Đấy, tôi ngồi đây thôi, ngồi ở Ninh Thuận tôi bán, đúng không ạ? Tôi thấy cái nhóm để trao đổi điện thoại này, chợ tốt Hải Phòng 21.000 người này, đúng không ạ? Tham gia nhóm. Thì mấy cái nhóm mấy trăm ngàn người vào cho đấy xem là mình bán được không, đúng không nào? Đây, mua hàng giá gốc tại Hải Phòng, đúng không ạ? Chợ Hải Phòng, đấy. Hội thanh lý hàng giá rẻ đẹp vào Hải Phòng đây. 118 người, 118.000, đúng không ạ? 118.000 người. Cực kỳ nhiều, bán rất là nhiều thứ trong này. Thì em mình nói thật sự luôn, chỉ cần ngồi phân tích thôi. Chỗ nào là cái khách hàng mà mình đang có này, chỗ nào là tiềm năng ở chỗ đó mình target vào đây, mình đăng bài trong này thôi, đăng bài trong này là bán được. Tại vì sao tôi thành công và tôi có những kết quả giống như ngày bây giờ là tôi không phải chạy quảng cáo đâu, đúng không? Tôi bán hàng trong nhóm, đúng không? Vì mình xác định được cái nhóm mình bán rất là ok luôn, bán phụ kiện ngày nào cũng có đơn, đúng không? Thật sự ngày nào cũng có đơn luôn, mình bán gì là có đơn. Nó tại vì đơn giản nên là khách hàng nó đầy ngã ở trên này này, đúng không? Chỉ cần đăng lên thôi, mà không đăng thì thôi thua, đúng không? Đó. Rồi vấn đề là tiếp theo, đó là vấn đề về xác định các kênh thương mại điện tử hay là các cái kênh về fanpage các thứ để mình tạo tạo được cái, được tạo cái gì ạ? Tạo được cái các cái content phù hợp. Tạo cái content phù hợp là sao? Là từ việc mà chúng ta vừa trong xác định đối tượng khách hàng của mình là ai, giới tính gì, độ tuổi nào, sở thích làm sao, thì chúng ta sẽ tạo cái kênh và chúng ta cung cấp cái content phù hợp, cái fanpage đó hay là cái nhóm đó. Chúng ta chia sẻ những cái kiến thức mà người người khách hàng của mình có, người ta cần đó. Chứ nếu như mà chúng ta chia sẻ những cái cách, chia sẻ những cái sản phẩm hay là những cái kiến thức, những cái vấn đề ở trong đó người ta không cần, đúng không ạ? Thì gì ạ? Nếu như mà chúng ta không xác định được thì chúng ta sẽ không giữ chân lại khách hàng lâu hơn. Đó là chúng ta thất bại, chúng ta phải giữ chân được khách hàng. Ví dụ như này, anh em mình rất là thích học về marketing, rất là thích học về kinh doanh, rất thích học bán hàng, đúng không nào? Nếu mà ở tôi mở ra các buổi Zoom, tôi mở ra các buổi training như thế này mà tôi chỉ nói tào lao bí đao và tôi nói những cái vấn đề nó rất là phi thực tế, nó ít ứng dụng được cái gì hết, thì chỉ cần 2 hôm thôi mọi người sẽ không vào trong buổi Zoom của tôi nữa, đấy là rõ ràng. Hoặc là trong Free, những cái sản phẩm nó rất là khó bán, giá rất là cao, đúng không? Và không có gì hướng dẫn hết, rất là chán, đúng không? Chẳng có gì ở lại. Tôi nói thật luôn đó là 3 hôm thôi mọi người out hết nhóm. Nhưng mà hiện tại trong Free cộng đồng bây giờ khoảng tầm 40.000 người, cực kỳ nhiều người luôn. Đúng không? Cực kỳ nhiều người, cực kỳ nhiều các bạn cần về nhu cầu luôn. Tôi biết thừa những cái vấn đề đó. Và đó là insight, đó là vấn đề mấu chốt điểm tiềm năng rồi. Và khách hàng của mình cũng như vậy. Nếu khách hàng của mình á, người ta bán hàng sản phẩm của mình, đúng không ạ? Mình bán sản phẩm, mình xác định được đúng các cái insight rồi, đúng chưa nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cung cấp những cái kiến thức liên quan đó. Cái người, đúng không ạ? Về thời trang, người ta đâu nhất thiết là cứ phải thời trang, ví dụ như thời trang nữ thôi chẳng hạn. Thì chúng ta đôi lúc thì chúng ta phải đăng những bài liên quan đến tình cảm chẳng hạn, hay liên quan đến về làm đẹp chẳng hạn, hay liên quan đến vấn đề về thẩm mỹ chẳng hạn, hay là những cái vấn đề về tâm sự chẳng hạn. Thì cái việc đó người ta mình sẽ nhận, giữ chân lại, tạo được cộng đồng và giữ chân lại được cộng đồng. Tạo cộng đồng là dễ, em mình đã nói rồi, biết nhờ ở đây trong nhóm này có Hảo, có Hảo Phạm tạo ra một cộng đồng hơn 3.000 người ở trong, ví dụ như học viên của em mình, ai tạo được cái nhóm 3-4 nghìn người là chuyện bình thường, rất là đơn thuần luôn. Nhưng mà giữ chân lại được cộng đồng nó khó, và giữ chân bằng cách nào? Bằng cái content phù hợp, và content nó phải đa dạng vấn đề. Anh em mình nói rằng là đăng bài bán hàng trên fanpage khó, nhưng mà fanpage nó rất là ok luôn, nó rất là viral luôn, nhưng mà chẳng qua là chúng ta không thể làm viral được, đúng không? Viral tức là nó có một cái sức mạnh truyền tải rất là kinh khủng. Như có một cái kênh fanpage, và kênh fanpage làm rất là đơn thuần thôi, đúng không ạ? Trước đây làm affiliate về sách, đúng không ạ? Liên quan đến ở AccessJoy ấy, bán cho thằng một số cái nhà sách ở trên AccessJoy ấy. Ở đây này, hay thay đổi cuộc đời. Lúc đó là kéo từng người một và đăng những cái bài liên quan đến những câu nói hay, rồi những cái câu chuyện thành công, những cái câu chuyện về cuộc sống ấy. Bạn có thể nhìn nhá. Bạn nói rằng bán hàng khó, đúng không ạ? Bạn có thể nhìn vào đây. Số lượng người theo dõi trang này, bạn nhìn nhá. Này, vài khi nó bỏ cái này khá là lâu rồi, thầy mình bỏ, các bạn nhìn rõ không ạ? Thầy mình bỏ cái này khá là lâu luôn rồi, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy cái số lượng like này tự nhiên không chạy quảng cáo gì hết, đúng không ạ? Không chạy quảng cáo gì, nó tự lên thôi. Từ lúc mà nó lên từ khoảng 800 like trở lên này thì không làm gì cả,
nó tự lên đến 6.000 like luôn. Nên là cái vấn đề bản chất của mình là mình không tạo ra một cái cộng đồng, mình không tạo ra được một cái kênh, mình không giữ được cái khách hàng, đúng không ạ? Ví dụ như là mấy nay mình đăng lại thôi, rất là lâu rồi mình đăng lại, đúng không ạ? Ngày 2 tháng 8 này, trước đây là mình đăng cái ngày 27 tháng 6 này, đăng rất là ít luôn, đúng không ạ? Cực kỳ ít. Nhưng mà trước đây thì mình đăng rất là nhiều, đúng không ạ? Trước đây mình đăng rất là nhiều, năm trước thì mình đăng rất là nhiều, nó tương tác rất là kinh khủng luôn. Lúc nào được 500 700 được tiếp cận like rất là nhiều, có những cái bài lên mấy trăm like cả ngàn like cũng có. Tại vì sao? Nó đúng tâm lý của cái khách hàng của mình, người ta giữ chân lại. Sau đó là những cái cộng đồng như này mình hoàn toàn thì bán những sản phẩm liên quan vào trong đó, đúng không ạ? Và những cái khóa học chẳng hạn, hay bán những cuốn sách mà mình rất là thấy tâm đắc, mình review hoặc mình ăn affiliate chẳng hạn, nó rất là ổn. Tại vì đây là cộng đồng rồi, mình đã xây dựng là cộng đồng, xây dựng cộng đồng dễ nhưng mà, đúng không ạ? Lập fanpage thì ai chẳng lập được, nhưng mà làm sao giữ được cái khách hàng người ta đọc cái fanpage, đúng không? Đó mới là cái khó khăn, đúng không? Và nếu mà kinh doanh, đúng không ạ, thì mấy nay thì mình mới làm lại một số cái chiêu, đúng không ạ, skill mà trước đây mình làm rất là nhiều ở Sài Gòn rồi, sau đó là mình không có tập trung ở đây nữa. Đây mình tạo ra những cái mini game, đúng không ạ, cái fanpage này, ví dụ như cái fanpage này về thời trang, đúng không nào? Đó, tạo ra cái mini game và bạn có thể chụp ảnh một cái bộ ảnh đẹp, đúng không, gửi cho gửi cho Amazing Shop, và Amazing Shop sẽ đăng bài lên trên cái fanpage, và cái fanpage cái ảnh nào đẹp nhất, nhiều like nhất thì tôi sẽ tặng cho bạn một phần quà. Giải nhất là cái áo, đúng không ạ? Giải nhì là cái áo thun, đúng không ạ? Giải nhất là cái áo khoác, đúng không ạ? Hay là giải ba là cái nón gì đó, mình tạo ra cái mini game thường xuyên ở trên nhóm này. Và làm sao để có người tham gia cái cuộc chơi của mình, có thể là bạn bè của mình này, có thể là gì ạ, có thể là những cái bạn học sinh này, người ta thích chơi những mini game này, kết cấu chơi là share bài hoặc là gì ạ, đăng bài và share 2 3 lần gì đó, bắt đầu mình lên thì những cái người mà được tặng quà đó, đúng không ạ, là những người share cái fanpage của mình luôn. Đây là đây là những cái mà nó liên quan đến thực chiến, đúng không nào? Đó, rất là nhiều cái skill để có cái kênh, đúng không ạ? Hay là mình biết thừa cái đối tượng khách hàng của mình đó là cái giải ô mai, đâu đâu nhất thiết ở bán hàng đâu, đúng không ạ? Mình có gì ạ, mình có thể tạo ra những cái kênh, đúng không ạ, những cái kênh mà nó gì ạ, nó hơi tin, đúng không ạ, như là Lặng Cộng, đúng không ạ, cái blog đây Lặng Cộng, đây là tuổi ô mai, các bạn có nhìn thấy nhá, 1k 2 like, hoàn toàn không hề chạy quảng cáo, đúng không ạ, mình đăng mấy cái rất là nhảm nhí luôn, nhưng mà ở trong đây cái tuổi ô mai, và tuổi ô mai ấy, thì lúc nào nó cũng sẽ lớn lên, các bạn có nhìn thấy một cái bài rất là nhảm thôi, đúng không, 18 like xàm, rất là xàm thôi, đúng không ạ, 29 like. Tôi nói thật luôn là anh em mình bán làm cái fanpage rồi chạy, đúng không ạ, chạy bán hàng ấy cũng không được nhiều like bằng cái như thế này, đúng không nào? Đó, và có những cái dễ dàng thì mình hãy làm, và tại căn bản đấy là cái fanpage nó hợp với cái đối tượng khách hàng của mình, và mình giữ chân lại được khách hàng thì chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ tạo ra chuyển đổi. Đó là lý do thôi, đó là cái việc, nó là căn cơ rồi, đúng không ạ, đó là cái mực chất rồi, đúng không ạ, cái gì ạ, nó là cái bản chất rồi, đó là cái vấn đề, đúng không ạ, đó là cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ ở chỗ này, và nó xuất phát từ cái việc mà chúng ta phải xác định được, đúng không ạ, đối tượng khách hàng của mình, xác định rõ, ghi chép được đầy đủ, đúng không ạ. Rồi bạn ai bán hỏi gì ạ, phân tích sức mạnh trên nhóm đó, đúng không ạ, đâu phải riêng một mình bán. Cái vấn đề ạ, căn bản đấy là về vấn đề phân tích nhóm ấy, tôi chẳng có phân tích nhóm gì, tôi chỉ xác định một vấn đề thôi, trong đó có khách hàng tiềm năng của tôi, hai là tôi tự tin vào sản phẩm của mình bởi sự đặc biệt, khác biệt về giá cả, về chất lượng, tự tin về chất lượng chứ chưa chắc là ở giá đã tốt, đúng không, ba là cái vấn đề về khả năng kỹ năng chốt sale, bốn là vấn đề về làm hình ảnh, làm hình ảnh, cái khâu làm hình ảnh nó vô cùng quan trọng, cái ảnh nó bình thường, đúng không, chúng ta có thể làm cái ảnh nó đẹp hơn rất là nhiều bởi việc tạo khung, việc chèn logo, đúng không, việc làm ra những cái ảnh mà nó mang tính chất combo bởi chiến lược của mình, đó là cái vấn đề mình tự tin ở trong đó, đúng không nào. Nên ra là cái mức độ cạnh tranh là gì, đúng không, cạnh tranh là có một thằng khác nó giỏi hơn mình, và bây giờ làm sao đó để mình giỏi hơn những thằng khác, thế thôi, đúng không. Bây cạnh tranh nhau về gì, cạnh tranh nhau về giá, trong cái hội nhóm mua bán không cùng một cái sản, không cùng một cái gọi là không cùng một cái vấn đề, ví dụ như là hội mua bán visa đi chẳng hạn, thì bây giờ nó rất vô cùng cạnh tranh, nhưng mà hội chỉ là cái chợ mua bán thôi, thì cái cạnh tranh ở cái chợ đó gồm cái gì, một là về hình ảnh là rõ ràng rồi, hình ảnh của mình phải khác biệt hơn những thằng khác, đặc biệt hơn những thằng khác, đẹp hơn những thằng khác, đấy là cái đầu tiên về cạnh tranh. Thứ hai nữa là cái content của mình phải rõ ràng hơn thằng khác, và thể hiện ở content nó xúc tích hơn. Xíu nữa tôi sẽ nói cho anh mình biết những cái vấn đề mà mọi người không làm và cũng không biết để làm. Cái vấn đề thứ ba nữa là chiến lược của mình, cạnh tranh về chiến lược,
Đúng không? Chiến lược tức là gì? Mình sẽ ưu đãi gì cho khách hàng? Ba vấn đề cạnh tranh về hình ảnh, về content đúng không ạ? Về hình ảnh, về vấn đề về bài viết, về câu chuyện đó, về chiến lược. Thì đấy là những cái hội nhóm cơ bản, và bên mình làm tốt ba vấn đề này thì chẳng có cần cạnh tranh quá gì hết, cứ làm đúng thôi. Còn lại là xác định nhóm nào là chứa khách hàng của mình nhiều và bắt đầu mình đăng bài vào trong đó, cứ đăng thôi, cần gì phải suy nghĩ nhiều thế, đúng không nào? Ok, bạn nói rằng cái gì nữa ạ? Đó, cạnh tranh duy nhất về là về giá, những người không có vốn bán hình thức drop sẽ cực kỳ khó cạnh tranh. À, bạn nói rằng đấy là bị drop là sợ lên cạnh tranh, nó thật sự các bạn luôn á. Admin bán iPhone, nó sản phẩm cực kỳ cao cấp, và gì, và tôi nói luôn cái sản phẩm cao như thế này để các bạn hình dung này. Rồi là cao, và tôi bán, tôi nhập cũng cao, tôi nhập rất là cao luôn, và tôi tự tin về vấn đề về chất lượng nên ra là tôi vẫn bán được, tôi bán được rất là nhiều đấy. Còn lại nói rằng giá drop ship, nếu mà cảm thấy ở giá drop ship nó không tốt đấy, nhập về bán thử xem nó có tốt hay không. Tôi nói thẳng thắn luôn đó là kể cả bạn nhập về bạn bán cũng vẫn không được, và cái việc mà cạnh tranh về giá nó chỉ là một phần thôi. Hai nữa là trên internet nó có nhiều kênh như thế này này, tôi biết thừa luôn, anh em mình không bao giờ sử dụng hết tất cả các kênh, và mọi người chỉ bán hàng trên một số kênh, và mọi người đánh đồng trên internet. Nó thật sự anh em mình là anh mình hay lên Shopee để so sánh. Hơn một năm anh em mà từ Hảo về đời, về Hảo về phía trước không biết Shopee là gì luôn, đây là câu chuyện có thật. Một năm special VIP member luôn, một năm về phía trước em đi không cho làm Shopee luôn, càng cạnh tranh mẹ thằng nào hết. Và Facebook là cái thứ là gì ạ, kệ, thích làm gì làm, nhưng mà cái tự tin ở vấn đề là vừa xong ấy, mình tạo cái điều, cái điều gì khác biệt của sản phẩm của mình hay không, và cái chiến lược của mình hay không thôi. Cái vấn đề phụ kiện điện thoại này biết bao nhiêu thằng bán, đúng không? Căn bản là không có chiến lược, không có cách thức để bán, đúng không nào? Bây giờ á, admin nói rằng cái là bây giờ này ông bán dưới giá nhập chuyện, đúng không? Nó bán 50 ngàn mình bán 39 ngàn, nhưng mà mình ăn tiền ship, mình sẽ tăng ship lên, mình lời vẫn lời, một ngày 10 đơn, mỗi đơn 10 ngàn có 100 ngàn rồi. Hai nữa là nó bán không tặng quà, mình bán tặng quà, mua cái cáp tặng luôn cái tai nghe, đúng không ạ? Ừ, anh là một người trong những cái người may mắn ở trong cái ngày hôm nay ấy, nên thành ra là nếu như mà em đặt hàng thì em sẽ tặng anh thêm một cái tai nghe về 6S, có chiến lược. Em mua cái áo hút đi, đây là Duy hay làm này, anh admin chỉ Duy ấy. Do mình cần, bản thân mình không có chiến lược nên ra là lúc nào mình đổ lỗi cho giá, đúng không? Giá cực kỳ tốt rồi cũng vẫn không tốt, tôi đặt 1.000 cái áo rồi nhưng mà có thằng khác bán bằng giá tôi đặt luôn, tất hiểu luôn tại sao luôn. Nên sau này mình mới đặt ra ấy, một nói là gì ạ, mình đặt ra một cái vấn đề ấy là không phải là vấn đề mình có giá tốt thì mình sẽ bán tốt, có giá tốt mình marketing chẳng ra gì, mình chẳng hiểu vấn đề ấy, nó cũng chẳng tốt gì cả, đúng không? Nó vẫn là gì, luôn luôn cao trong tâm lý của mình thằng bán hàng ấy. Và may mắn cho mình là mình bán iPhone là mình xác định luôn là do mình không target được đúng tệp khách hàng, đúng không? Cái thằng nó chỉ là trẻ trâu, nó đích mua, nó chỉ hỏi nhưng nó không mua. Và bây giờ làm sao để có được, một là mình làm nhiều lên và đừng có suy nghĩ quá nhiều, đúng không ạ? Rồi mình sẽ có người mua thôi, đó là rõ ràng. Hai là mình làm tốt hơn, đúng không ạ? Anh em mình tôi biết thừa, đúng không? Biết thừa làm cái ảnh ở trên nó đăng lên, đúng không ạ? Làm cái ảnh nó đăng lên, đúng không ạ? Làm cái ảnh đó đăng lên thôi là xong rồi. Xin thưa anh em mình ạ, không phải thế đâu, đúng không ạ? Những cái người pro ấy, ở trong cái người nhóm mà được học đào tạo, do mình không có kiến thức, chứ không phải vấn đề là luôn luôn sản phẩm cái cáp nào cũng như nhau thôi, đúng không ạ? Nhưng cái hình ảnh như thế này này, tôi nói thật sự luôn đấy, admin bán gấp đôi các bạn nhiều, đúng không? Là check giá tôi chốc check luôn, cái gì cũng được hết. Cái khả năng cái marketing ấy nó quan trọng vô cùng, đúng không? Giá thì nó cũng là như vậy, nó cũng chênh lệch 5-10 nghìn thôi, nó không phải là vấn đề lớn đâu. Bây giờ bán làm sao, đúng không? Người ta cần gì ạ? Khách hàng đây nó ngay từ ban đầu đã nói rồi là chúng ta chẳng hiểu khách hàng gì hết, đúng không? Khách hàng cần gì, đúng không? Người ta đang cần cái như nào về vấn đề sở thích hành vi để chúng ta làm cái cộng đồng để giữ chân khách hàng. Nhưng mà bây giờ để bán được sản phẩm ấy thì gì ạ, họ cần chuyên nghiệp, họ cần đẹp, đúng không ạ? Anh mình có bao giờ bán một cái sản phẩm, đúng không ạ? Anh mình có bao giờ bán một cái sản phẩm mà làm những cái hình ảnh như thế này không ạ? Và trong cái đội của admin mà bạn Duy là bạn bán cực kỳ đỉnh luôn. Và bây giờ tại sao mà bạn bán đỉnh? Tại vì sao, có bao giờ bạn làm một cái ảnh lại không ạ? Làm lại một cái ảnh như thế này để bán không ạ? Hay là chỉ là đăng lên thôi, đúng không? Có làm lại một cái ảnh như thế này không ạ?
đúng không, đúng không ạ? Có bao giờ làm lại một cái ảnh để bán không ạ? Hay là chỉ đăng lên và lúc nào cũng nói là giá, đúng không? Kể cả giá nhỏ hơn nữa, đây tôi là cái người sỉ này, tôi đặt trực trực tiếp cái xưởng đó này, tôi đặt 1.000 cái là tôi thấy ừ mình đẳng cấp rồi. Có thằng nó vào phát đặt 5.000 cái, chưa đẳng cấp hơn, có thằng đặt 10.000 cái nó đè giá chết nát mình luôn, đúng không? Xác định luôn là coi như là lúc đó là nhập cả vứt đi luôn đấy. Nhưng mà bây giờ cạnh tranh về giá thôi, thua thiệt trên thị trường rồi, bây giờ có lên trên Shopee đúng không? Ok Shopee đúng không ạ? Shopee tại vì như cái áo này vừa anh mình vừa có một đơn này, tôi chẳng cần can thiệp về giá, tôi nói thật luôn cái áo này ở trên này có những thằng nó bán chỉ có 70.000 thôi, đúng không? Tôi bán 157.000 cái giá này, nhà anh mình biết rồi, giá nhập nó rơi vào khoảng tầm ở trong hút đi mà nỉ bông này ấy, nó rơi vào gì ạ, nó rơi vào khoảng tầm trăm mấy đúng không? Đây cái áo này này, nó đặt cái áo này đúng không? Khách hàng đặt cái áo này là 90.000 đúng không? Mà 157.000 mình lời bao nhiêu? 60.000. Chẳng chạy quảng cáo luôn, ngày hôm nay không chạy quảng cáo đúng không? Đấy, vừa xong buổi sáng này đi đơn rồi đúng không? Đây một shop đúng không? Còn vấn đề là không có làm lại hình ảnh tôi cái shop của admin này, shop của admin và lúc nào cũng nói ở giá cao rồi là drop ship cao, kể cả bạn nhập đi, nếu cao thì nhập hàng về đúng không? Cũng không bán được đâu đúng không? Có làm được ảnh như này không ạ? Tại sao không làm? Đúng không? Tại vì không biết. Đúng không? Không biết thì không có tội, đó là rõ ràng rồi, vì hôm nay học để biết đúng không ạ? Cái ảnh thấy chưa? Bạn có làm cái ảnh để làm cho tốt lên không? Đúng không? Đúng không? Chúng ta có làm ra những cái mà để làm cho khách hàng cảm thấy tin tưởng hay không? Đúng không? Có bao giờ mình làm ra được những cái ảnh nó ok hơn không ạ? Đây mình còn rất là nhiều cái mẫu nữa. Vô cùng nhiều mẫu ảnh. Vô cùng nhiều mẫu và nhiều cái để mình làm cho tất cả đây. Ví dụ như là đây này mình làm để mua cho anh em mình xem thôi ạ. Đấy. Em mình nói rằng ở đây này, combo 99k. 99k là bạn ở trong VIP và bạn vẫn có lời được đây. Bạn có làm lại cái ảnh để cho nó đẹp hơn không, để làm cho cái ảnh để cho người khác mua hay không ạ? À? Đã bán đúng không ạ? Cái ảnh này là cái một một cái module đúng không ạ? 99k chỉ còn 10 cái đúng không ạ? Làm lại ảnh không, hay là chỉ có ảnh bứt lên thôi đúng không? Nó rõ ràng nó khác nhau, nó khác biệt rõ ràng luôn. Về vấn đề marketing là chúng đã thua rồi, chưa nói về giá làm cái gì. Nó thật sự luôn, marketing là đâu làm đâu nên giá rẻ cũng bán được. Và trong tư duy mình bán rẻ đó thì cả đời mình chỉ bán những sản phẩm rẻ thôi, bán những sản phẩm như iPhone không thể bán được, bán laptop không thể bán được đúng không ạ, bán ô tô là không thể bán được đúng không ạ, ở trên nhóm đúng không ạ, trong Story đúng không ạ, Hùng ở trong VIP member đúng không ạ, đây bạn này đúng không ạ, bán gì ạ, xuống đi học marketing về để bán gì ạ, bán ô tô luôn anh em ạ, bán ô tô luôn. Và mình mà cứ bán bằng cái lẹt đẹt mà nhỏ, mình không nâng cấp cái tư duy của mình lên đấy, không bao giờ bán được những cái sản phẩm như này đúng không ạ, không bao giờ bán được sản phẩm này đúng không, bán ô tô mà đúng không ạ, và mình thì bán phụ kiện và iPhone này nó là rõ ràng rồi đúng không ạ. Đây bạn này bán cùng ngày mình là anh em bán iPhone rồi bán cả ô tô nữa, nên ra là mình sợ cái gì đúng không ạ, căn bản là mình marketing nó phải hơn người khác, mình tự tin về vấn đề ở không giá không tốt, tốt ở đây nó là như thế nào gọi là tốt, tốt tức là giá bằng giá gốc hay là như hay là bằng giá xưởng đúng không, dropship là chắc chắn là phải cao hơn cái giá mình nhập hàng rồi, nhưng mà nó không thể nào cao bằng cái giá bán lẻ được. Còn cái loại mà gì bán mà bằng giá bán lẻ luôn thì hãy xác định luôn thằng đó là thằng chủ kho luôn, và thằng chủ kho thằng chủ xưởng thì thôi mình không chấp nó. Và bây giờ mình cạnh tranh với thằng chủ kho thằng chủ xưởng thì làm thế nào bây giờ, thì phải nâng chất lượng lên thôi. Và bây giờ là gì ạ, và nếu như mình không nâng chất lượng lên đấy thì gì ạ, mình xác định luôn là mình sẽ bán không được đúng không ạ. Bạn có thể nhìn thấy cái ảnh ở trên này đúng không ạ, rất đẹp đúng không ạ. À, tách nền ra đúng không nào, đấy rất là chất chơi như thế này thì gì ạ, nó thật luôn, bạn bán 80.000 đấy, thằng nào mua mà mình bán 250.000 vẫn có người mua bình thường, đấy là câu chuyện thực tế rồi đấy đúng không, ai bán mấy cái áo mà bạn nghỉ bông ấy 225.000 bình thường thôi đúng không ạ. Đấy nên ra là rõ ràng luôn đấy. Bảo hôm trước là mới mới đưa cho bạn nhân viên nói rằng đấy là gì, ê, em cứ giảm tẹt ga đi, mở shop làm đẹp lại bán 119.000 thôi, mát chạy quảng cáo không có thằng nào mua hết, thôi, bỏ đấy thôi, để anh luôn đúng không, bảo là thôi khỏi cần giảm giá như vậy nữa, để nguyên giá gốc bình thường đi 210 mấy nghìn, thế là lại có người mua, mới bảo mình có đặt ra nhiều cái và bảo là hôm trước mình cũng nói cái câu chuyện này rồi, bảo là lại biết vậy mình không không giảm giá để mình lời cao hơn còn hơn đúng không, giá rẻ người ta tưởng hàng cùi đó, rõ ràng. Tại vì sao, marketing mình làm hình ảnh tốt quá, mình làm content hay quá mà bán giá rẻ quá nó lại không mua, chẳng hiểu nó. Và kinh doanh nó đôi lúc là nó là như thế đúng không ạ. Bây giờ xác định luôn là làm dropship sẽ không cạnh tranh được về vấn đề về giá với người ta, ok đồng ý, một là mình bán rẻ lời ít hơn là một, hai nữa là không target được về giá thì chúng ta sẽ target về
chất lượng marketing, chất lượng dịch vụ, đúng không? Còn nếu mà xác định như này thì Eddie đã suy nghĩ rất là nhiều rồi, tại vì sao, mình làm kinh tế vĩ mô mà, đúng không ạ? Và không phải bán một cái, mình bán rất là nhiều cái. Và gì như này này, đây mình suy nghĩ như này, cái quán cà phê ấy, quán vỉa hè 10 ngàn một ly, mình uống hàng ngày, nhưng mà mát, có bạn bè mình tới, mình vào quán cà phê một ly cà phê 45 nghìn vẫn bán được. Là sao, mấy câu hỏi là 10 nghìn mang ra làm sao, thì cái 45 nghìn nó gấp hơn 4 lần so với một cái quán ly cà phê vỉa hè và quán bình thường 10 nghìn một ly cà phê sữa luôn. Thì bây giờ tại sao mà mình phải trả 45 nghìn một ly cà phê? Nó ở cái vấn đề về chất lượng dịch vụ, và kèm theo đó là gì, à mình được ngồi máy lạnh, đúng không, mình được ngồi uống và thoải mái ở trong đó, mình được nghe nhạc, mình ở trong một khuôn môi trường nó sạch sẽ hơn. Và rõ ràng ở trong vấn đề về marketing ở trên internet cũng vậy. Và bây giờ ông muốn bán cao hơn thì ông phải combo. Như vừa xong này thì cho em mình xem một cái hình đấy, combo á, bán cái áo thun đi tặng cái áo thun, mua bán cái áo thun tặng cái nón, do vậy nó mới sinh ra thành sản phẩm môi. Nên ta bảo rằng đấy là cũng có hai thằng cu nhập phụ kiện của em mình bán, một thằng bán nhập liên tục, một thằng bán không được. Mình hỏi là ủa sao mà bán không được, có cần hỗ trợ gì không, bảo em bán cũng giống như thằng kia mà bán không được. Các bạn là như thế này, nó vấn đề chiến lược. Thằng kia mình hỏi ra, nó bảo là em thoải mái lắm, em cơ song sanh, em bán cái đó em tặng cường lực, em mua cường lực ở chỗ anh không bán cường lực, nên em nhập từ cường lực chỗ khác để em bán tặng kèm. Mình bảo ồ thằng này thông minh, thằng này hay, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đôi lúc là em bán lỗ cái này nhưng mà em lại lời cái khác, bảo sao lời lỗ như thế nào, bảo là đôi lúc là em bán hòa vốn luôn cái tai nghe nhưng mà người khác lại ủng hộ em lại cái cáp, nên là em bán ok, em chạy doanh số rất là tốt. Còn kia là như thế nào, nó bán rất là chắc luôn, bán sản phẩm nào lời sản phẩm đó, bán chắc như bóc. Thì bây giờ bảo là hai thằng cùng giá cực kỳ tốt rồi, giá nhập cũng tốt vãi luôn rồi, nó vẫn không bán được. Và bản thân mình cũng vậy thôi, mình nhập giá tốt vãi rồi, lúc nào muốn lời cao cũng bao bán được, không có chiến lược không bao bán được, không làm hình ảnh tốt hơn không bao bán được. Cái cu mà admin nói là cu long, và trong cái bộ ảnh mà phụ kiện điện thoại đó là cái có một bộ ảnh là nó chụp đấy, đúng không ạ, nó chụp rất là đẹp ở trong cái mới sinh viên đại học thôi, đúng không ạ, mới là sinh viên đại học thôi, và cái bộ ảnh của hắn làm rất là bài bản, rất là đẹp luôn, đúng không ạ, rất là đẹp. Trong cái hình mà có cuốn sách đó, để lên cái ảnh phụ kiện đấy, anh em nào bán phụ kiện sẽ nhìn cái ảnh đó, đó là cái ảnh của cô sinh viên đại học năm một, bán cực kỳ chạy luôn các bạn, nó mở luôn cả shop luôn, nó bảo là ừ, em ý tưởng là em muốn mở cả cái shop luôn đó. Nên ra là anh em mình hay hay đặt ra một cái lý do về giá này, hay đặt ra những cái vấn đề đủ thứ luôn, mà chúng ta xác định đấy, làm tốt lên không làm, đó là dịch vụ chúng ta chẳng có gì hết thì không thể nào bán được cao cao cả, đấy là điều rõ ràng thôi. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Nên sản phẩm bây giờ là nó nhan nhản, quần áo thời trang không có gì khác biệt, nó hơn nhau ở cái gì đâu, nó hơn nhau ở chất lượng dịch vụ và cái quá trình marketing, và tự tin hơn, tự tin hơn. Tăng là sao, bây giờ cái Mercedes là đã mắc rồi, thằng Audi nó ra cái mẫu mới mắc hơn, đúng không ạ, xong rồi là thằng các cái thằng như là Lamborghini lại mắc hơn nữa, vẫn bán được. Tại vì sao ạ, nó tự tin bởi khả năng của nó và sản phẩm nó là chất lượng. Nhưng mà đôi khi chất lượng nó không tốt, chất lượng bình thường, chất lượng ngay kia, nhưng mà nó hơn nhau rồi, vấn đề về thương hiệu và làm cho khách hàng tin tưởng, đó là vấn đề về nội dung. Còn lại vấn đề là anh ấy bán những phụ kiện rồi bán những cái sản phẩm như cơ bản như này mà em muốn nói á, là nó không chênh lệch với nhau giá quá cao, trừ khi mà nó giá gấp đôi luôn á, đưa giá drop ship ở gấp gấp đôi giá nhập luôn thì đồng ý là ồ khó khăn đấy. Thì vừa xong là xác định lại hệ thống lại những cái vấn đề này, một đấy là chúng ta xác định cái sản phẩm đi chi tiết inside khách hàng, xong rồi đặt ra một cái dấu hỏi là khách hàng đang ở đâu, đúng không ạ, đặt ra một cái hỏi là khách hàng đang thích gì và đang thích những cái nhu cầu gì, cung cấp cho họ, xây dựng cộng đồng, xây dựng nhóm, inbox người ta, kéo người ta về nhóm của mình, đúng không ạ, rồi là gì ạ, làm cho mình thật là tốt lên trên các cái group, đúng chưa nào. Đấy, các sản phẩm fail là cái sản phẩm có nhu cầu tốt, nhu cầu cao, liên quan trực tiếp đến sản phẩm của mình thì nó sẽ fail tốt hơn, đúng không ạ. Và bây giờ mình phải phân tích được mình đang bán gì thôi. Các bạn biết như thời trang này bán các sản phẩm fail của em mình là nón này, túi sách này, ok, đúng không ạ. Ví dụ như là phụ kiện thì những cái sản phẩm mà mồi, tất cả mọi thứ là đều là mồi hết, có những cái cao hơn là ví dụ như bộ sạc vừa mắc chẳng hạn,
hay là cục sạc dự phòng, thì lúc đó mình sẽ phễu của nó là ở các cái tai nghe, các cái dây cáp cặp kèm theo, thế là rõ ràng để nâng nâng cấp lên thôi, đúng không? Hay là cường lực nếu như mà bắn offline đó, rất là rõ ràng, đúng không ạ? Ok, cảm ơn chị Yến ạ. Chị Yến online đúng không ạ? Chị Yến bật mic và chia sẻ với các bạn ở trong đây đúng không ạ? Có phải chị Yến không ạ? Chị Yến hay là chị Yến nào đây ạ? Trong nhóm mình nhiều Yến lắm luôn đấy. Ok. Và sản phẩm phễu thì luôn luôn trong kinh doanh và sản phẩm phễu. Lâu quá là chị Yến mới vào nha. Hôm nay mới có thời gian rỗi. Ok. Hôm nay là trong nhóm này là toàn các bạn newbie đúng không ạ, và chia sẻ xin giới thiệu các bạn về chị Yến đúng không ạ. Chị Yến là chủ một cái doanh nghiệp về gạo đúng không ạ, và xuất nhập khẩu, nói chung là một doanh nghiệp lớn ở Vĩnh Phúc đấy, là trong đội VIP và đội special đúng không ạ, là team cao cấp digital luôn. Và chị Yến là một trong những người rất là nhiều kinh nghiệm, đến bây giờ là rất là nhiều kinh nghiệm về vấn đề về marketing và rất là nhiều vấn đề trong vấn đề về chiến lược rồi đấy. Và thời gian qua thì mình cũng thấy chị Yến chạy cái chiến lược về fanpage hay quá đúng không ạ. Thực tế là cái đó là một vấn đề là bỏ rơi đấy, bỏ rơi đấy, mình bỏ rơi thật sự đấy, bỏ rơi thật sự luôn về cái vấn đề về mini game ấy, cực kỳ hay. Ok, và mọi người có thể có những cái chia sẻ đúng không ạ, hay là chị Yến có những cái chia sẻ cho những anh em ở trong này nhá. Đó, tùy module đúng không ạ? Trong đây là hôm nay là cái câu chuyện mà nói chuyện thôi, nên ra là chia sẻ cái gì hay nhất, tâm đắc nhất thì mình chia sẻ thôi cũng được nha. Ok chị Yến, ok, anh em mình nghe chị Yến nhá, lâu lâu chị Yến mới lên thôi, mọi người này nổi tiếng lắm rồi. Cũng không dám nhận là nổi tiếng đâu. Vì là thời gian vừa rồi thì khá là bận nên là không có thời gian vào cái free. Chị vào sau một chút thì không biết là hôm nay cái đối tượng các bạn ở trong Zoom là đối tượng nào nhỉ? Bên nhỉ? À, trong Zoom ở trong nhóm này là nhóm về newbie đúng không ạ, và anh em ở trong các cái nhóm tổng mà ngách đó, không 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 ở trong cái nhóm VIP hay là special hay là nhóm tổng quan luôn đúng không ạ, tập cộng À, các tức là nhóm các bạn mới, các bạn là newbie newbie đúng đúng không? không ạ, đúng không ạ. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì chắc là thời gian vừa rồi thì mình cũng ít xuất hiện ở Fori, thế nên là chắc là các bạn cũng không biết mình. Mình xin giới thiệu một chút thì mình cũng tham gia cùng với Fori được khoảng 7 tháng. Từ trước Tết năm 2021 thì có tham gia và đồng hành cùng Fori, và cũng được Quyết dạy được cho khá là nhiều thứ. Xuất phát từ lúc mà vào Fori thì mình vẫn là một người kinh doanh truyền thống, mình chưa biết cái cách để đưa sản phẩm cũng như là cái doanh nghiệp của mình lên internet. Thế nên là khi mà được tiếp cận với tiếp xúc với Quyết cũng như là tiếp xúc với Fori thì mình học được từ các bạn khá là nhiều thứ. Thứ nhất là cái tư duy tổng quan nhìn mọi thứ. Sau đó thì các cái chiến lược của Quyết cũng rất là hay. Cái thời gian vừa rồi thì vì bận một số những cái kế hoạch riêng của doanh nghiệp mình, thế nên là mình ít xuất hiện trong Fori. Và hôm nay thì cuối tuần cũng có một chút thời gian rảnh, nhận được cái link Zoom thì mới vào đây để nghe chia sẻ từ Quyết. Thì mình không được nghe cái từ đầu của Zoom, nhưng mà mình vào được khoảng 30 phút rồi và thấy những cái chia sẻ của Quyết thì khá là hữu ích. Và mình thấy là ở trong cái phần ô chat ấy, một số bạn thì có những cái thông tin, những cái phản hồi cũng như là những cái câu hỏi mà các bạn đã chia sẻ là những cái khó khăn khi mà các bạn làm dropship. Thì mình chia sẻ một số những cái vấn đề mà khi mà mình làm kinh doanh trên internet để các bạn thấy được. Thứ nhất là các bạn cần có một cái tư duy. Cái tư duy đầu tiên là tư duy về sản phẩm. Các bạn định lựa chọn cái sản phẩm nào để các bạn kinh doanh. Cái thứ hai là các bạn phải có tư duy về kinh doanh. Tư duy về kinh doanh ở đây là gì? Là các bạn sau khi lựa chọn được cái sản phẩm rồi ấy, thì các bạn phải nhìn được ra cái đối tượng khách hàng của mình là ai, cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình là ai. Ví dụ các bạn bán các cái sản phẩm về thời trang chẳng hạn, các bạn thích thời trang, các bạn lựa chọn thời trang để các bạn bán.
Thì cái dropship nó có thuận lợi cho các bạn như thế nào thì chắc là Fori cũng đã phân tích để các bạn biết được rồi. Các bạn không cần bỏ vốn, các bạn chỉ cần biết cách marketing trên Internet là các bạn có thể bán được. Thì lý do vì sao mà giá của dropship nó lại cao hơn một số những cái sản phẩm mà các bạn search ở trên các cái sàn thương mại điện tử là bởi vì là khi mà các bạn không phải bỏ vốn ra thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ không được cái giá xỉ như là những cái người mà người ta ôm xỉ, người ta bỏ vốn ra. Thế nên là các bạn không bị áp lực về cái vấn đề tồn kho hàng hóa. Thế nên là các bạn có thể lựa chọn những cái sản phẩm mà các bạn thích bán, cái sản phẩm nào thì các bạn có thể bán. Còn khi mà các bạn muốn cạnh tranh về giá thì các bạn hãy bỏ ra cái chi phí để các bạn ôm hàng về. Cái ở đây mình chia phân tích và chia sẻ với các bạn về cái tư duy về giá bán ấy, thì các bạn đầu tiên là các bạn hãy lựa chọn cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình. Các bạn muốn bán hàng giá cao hay là bán hàng giá thấp cho đối tượng khách hàng nào. Mình ví dụ như cái sản phẩm thời trang nó rất là dễ bán, và những cái sản phẩm thời trang thì nó luôn luôn có những cái sản phẩm hot trend mà các bạn có thể bán được rất là dễ dàng. Thì cái sản phẩm thời trang ấy thì các bạn đối tượng khách hàng sử dụng cái sản phẩm đó là các cái bạn học sinh sinh viên. Như ở trong Fori thì mình thấy là những cái bạn học sinh sinh viên. Thế nhưng mà với những cái đối tượng khách hàng này thì họ quan tâm về giá rất là nhiều. Thế nên là thay vì các bạn bán cho học sinh sinh viên thì các bạn hay bán cho phụ huynh của họ. Các bạn hãy có cái tư duy ngược một chút. Các bạn không bán, không marketing trực tiếp cho học sinh sinh viên mà các bạn hãy marketing cho phụ huynh. Bởi vì phụ huynh là những người có tiền. Người ta sẵn sàng khi mà người ta thích sản phẩm thì người ta có thể mua cho con của họ. Thế nên là thay vì các bạn tiếp cận với đối tượng học sinh sinh viên là những người mà so sánh về giá thì các bạn hãy tiếp cận đến phụ huynh. Tiếp cận với phụ huynh thì để cách nào để tiếp cận đến họ? Thì khi mà các bạn xác định được cái đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn là phụ huynh rồi thì các bạn hãy nhìn xem là họ đang ở đâu, đối tượng khách hàng mình đang ở chỗ nào, trên Internet thì họ xuất hiện ở đâu, họ xuất hiện ở các cái kênh nào, thì các bạn hãy tìm đến những cái kênh đó và các bạn hãy tiếp cận họ. Mình ví dụ như là các bạn có thể tiếp cận trên Facebook hoặc là trên TikTok, bây giờ là hai cái nền tảng mạng xã hội mà người ta tham gia nhiều nhất ở trên đó. Thì cái TikTok thì có thể các bạn sẽ hơi khó tiếp cận nếu mà các bạn không biết cách. Còn cái Facebook thì nó sẽ dễ hơn cả. Thì theo mình thì các bạn nên tiếp cận cái kênh Facebook. Kênh Facebook thì nó có rất là nhiều công cụ ở trên Facebook. Thì các bạn có thể làm như cái cách của Quyết chỉ lúc nãy đấy. Các bạn cần phân tích xem là cái đối tượng khách hàng mình ở đâu, các phụ huynh đang xuất hiện ở nơi nào. Thì phụ huynh thì sẽ là có hai đối tượng, phụ huynh là nam giới và phụ nữ, là các đối tượng bố và mẹ. Thì các anh chị xuất hiện ở đâu thì các bạn hãy nghĩ và hãy tìm ra họ. Như nam giới thì họ sẽ ở trong những cái group nào, và phụ nữ thì họ đang ở trong những group nào. Thì để tìm ra họ thì các bạn hãy phân tích bố mẹ của họ, họ đang có cái sở thích và nhu cầu gì. Ví dụ như các phụ huynh đang có con ở trong cái độ tuổi học cấp 1, cấp 2 thì cái lứa tuổi phụ huynh thì nó ở lứa tuổi nào? Bố mẹ đang có con tuổi cấp 1, cấp 2 thì là bố mẹ lúc đó thì chỉ là ngoài 30 tuổi thôi, cho đến 40 tuổi thôi. Thì 30 đến 40 tuổi đó thì phụ huynh họ đang có cái sở thích nhu cầu gì? Thì khi mà mình biết được cái sở thích nhu cầu của phụ huynh rồi thì mình biết họ sẽ đang ở đâu, và các bạn sẽ search ra cái từ khóa về cái nhóm mà họ sẽ tham gia. Thì có vô cùng nhiều các cái nhóm ở trên Facebook mà các bạn có thể search từ khóa các bạn để ra được. Ví dụ như là mình là một phụ nữ thì tầm 30 đến 40 tuổi, mình đang ở trong lứa tuổi này, cũng có con đang học cấp 1, cấp 2. Thì lứa tuổi này phụ nữ thì như mình thì thích gì? Mình thích là học về nấu ăn, làm đẹp. Thì các bạn hãy tìm đến những cái group đó để các bạn tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng đó. Khi đến các group rồi các bạn hãy làm theo cái công thức là biết thích tin yêu. Cái công thức là lần đầu tiên là các bạn sẽ phải xuất hiện ở trong cái nhóm group đó, các bạn phải để cho người ta biết mình. Thì làm cách nào để cho người ta biết mình thì các bạn sẽ phải năng xuất hiện ở trên các cái group đó. Các bạn hãy chia sẻ những cái mà đối tượng khách hàng của mình, tức là các bố mẹ phụ huynh đó họ cần. Sau đó thì khi mà họ biết mình rồi thì họ sẽ chuyển ra thích mình chia sẻ những cái giá trị mà hữu ích cho họ, thì họ thích mình rồi, thì đến lúc đó thì mình có thể bán được tất cả mọi thứ, không chỉ riêng thời trang mà các bạn có thể bán bất cứ thứ gì.
đấy là cái mà tư duy mà các bạn khi mà bán hàng thì các bạn cần phải tiếp cận những cái tư duy này. Thì cái công thức mà biết thích tin yêu là cái công thức mà cực kỳ quan trọng trong bán hàng. Khi các bạn áp dụng được và thực hiện được cái công thức này, các bạn có thể bán hàng với giá cao, có thể bán được bất cứ thứ gì, không chỉ lên các sản phẩm drop. Dropship thì hiện tại ở Poly thì có các cái ngách sản phẩm thông dụng, thế nhưng mà tiến tới biết đâu Poly lại có thể là liên kết với một số các cái kho và có những cái sản phẩm mà chất lượng tốt và sản phẩm cao cấp. Thì các bạn hãy nghĩ đến cái việc mà thay vì các bạn so sánh giá của sản phẩm ở trên các cái sàn, thì các bạn hãy tìm cách để có thể tiếp cận những cái đối tượng khách hàng mà mình có thể bán được giá cao. Cái cách mà mình vừa chỉ cho các bạn ấy, là cái cách mà rất là nhiều người họ đang áp dụng và họ đã rất thành công. Và bản thân mình thì mình cũng áp dụng cái cách này. Đầu tiên thì mình sẽ cho đi rất là nhiều cái giá trị. Sau đó thì mình nhận được về từ cái khách hàng của mình. Người ta biết mình và người ta thích mình, thì khi đó mình có thể bán bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại thì mình áp dụng khá là thành công cái công thức này, biết thích tin yêu. Thế nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn, thì các bạn có thể là các bạn nghe một lần thì các bạn sẽ chưa thể áp dụng và làm được ngay đâu. Thế nhưng mà các bạn hãy đầu tiên là các bạn thay đổi tư duy đã, đừng so sánh về giá. Các bạn có cái lợi thế là các bạn có sẵn kho dropship, các bạn chỉ cần học cách marketing để các bạn đưa lên và các bạn bán thôi. Thì cái việc là các bạn cần bây giờ là các bạn hãy lựa chọn sản phẩm, sau đó các bạn học cách marketing. Học cách marketing thì như mình là một cái bà mẹ bỉm sữa và mình kinh doanh truyền thống. Mình lặn lội đi tìm rất là nhiều nơi để mình học cách làm sao để có thể đưa cái sản phẩm lên Internet, cũng như là đưa cái doanh nghiệp của mình lên Internet. Thì mình đã dùng cái từ khóa, đó là từ khóa đào sâu. Tất cả những cái lĩnh vực mà mình cần biết đến thì mình đều đào sâu nó. Mình nghiên cứu, mình tìm ở trên Google, mình search tất cả những cái từ khóa mà mình cần tìm kiếm. Sau đó mình sẽ đọc, mình tìm hiểu và mình nốt lại những cái mà mình cần học. Thì các bạn hãy học cách marketing sản phẩm bằng cái cách đó. Để làm được marketing thì các bạn sẽ cần nắm được rất là nhiều vấn đề. Như cái tư duy lúc nãy Quyết chia sẻ thì khá là hay. Các bạn hãy thay đổi cái cách nghĩ. Các bạn đừng làm marketing truyền thống như người khác nữa, mà các bạn hãy làm theo cách của mình. Các bạn hãy học như bản thân mình chia sẻ thì mình học cách, từ cái cách làm ảnh cho đến cái cách làm tạo kênh YouTube, cả tạo kênh TikTok, thì mình học tất cả mọi thứ. Thì khi mà mình biết được là mình cần học cái gì rồi thì các cái lĩnh vực đó thì mình sẽ nghiên cứu và mình học rất là sâu. Thế nên là cái việc của các bạn hiện tại là các bạn hãy học cách marketing. Cái marketing nó chính là cái chìa khóa để các bạn có thể bán được hàng. Thì cái marketing này thì như Quyết thì dạy rất là nhiều thứ. Marketing, trong marketing thì nó có nhiều vấn đề. Thế nhưng mà các bạn, cái vấn đề thứ nhất là tư duy. Cái thứ hai là các bạn sẽ biết cái, phải biết về các cái công cụ. Các bạn phải có cái công cụ thì các bạn phải giỏi về công cụ thì các bạn mới có thể làm marketing được. Ví dụ như công cụ, bạn làm sao bạn làm ảnh để thu hút được các cái khách hàng, người ta nhìn vào ảnh cái là người ta đã thích cái sản phẩm của bạn rồi. Thì cái công cụ ở đây là gì? Công cụ ở đây là các bạn phải biết làm ảnh. Thì để làm ảnh thì các bạn phải sử dụng các cái công cụ để các bạn xử lý ảnh. Cái đấy là cái chắc chắn mà các bạn cần học, chứ không phải là tự nhiên kho gửi cho bạn một cái ảnh mà bạn cứ thấy lấy cái ảnh đấy họ bạn đăng lên là có khách hàng đâu. Bởi vì là kho thì có những kho họ đầu tư vào marketing, hình ảnh rất là tốt, các bạn sẵn các bạn đê đi thôi. Thế nhưng mà có những kho thì họ không đầu tư đâu, bởi vì là họ có quá nhiều việc mà họ không đầu tư vào hình ảnh. Và các bạn phải biết rằng là làm dropship thì kho họ cung cấp cho tất cả các cái cộng đồng khác nhau. Thế nên là một cái ảnh đấy thì họ có thể cung cấp cho hàng trăm cái cộng đồng khác nhau. Thế nên là các bạn phải biết từ cái cộng đồng đó thì có hàng vài nghìn những cái dropship như các bạn. Thế nên là cái việc mà cái ảnh trùng nhau nó là dẫn đến là cái điều chắc chắn. Có thể cùng một cái ảnh đấy nhưng mà vài nghìn người cùng tìm một cái cùng sử dụng cái ảnh đấy để up lên để làm marketing, thì cái đó thì chắc chắn nó sẽ bị trùng lặp lại và các bạn sẽ không thấy được cái đặc điểm của sản phẩm nổi trội. Thế nên là thay vì điều đó thì các bạn hãy tự làm cái ảnh của riêng mình. Đấy là một cái ví dụ về làm marketing. Thì trong marketing thì nó có nhiều vấn đề. Cái vấn đề content nó cũng rất quan trọng. Cái content mà lúc nãy có nghe được Quyết chia sẻ về cái content ở trên cái fanpage ấy. Thì bản thân mình thì mình cũng áp dụng cái
vấn đề cốt lõi mà ngày xưa con đi học cái bài cái khóa content trong cái khóa học nào nhỉ, tự nhiên lại quên. Hệ thống bí mật content hay là công thức thành công ạ? Đấy thì cái khóa content của Quyết khóa nó chính content là cái khóa content cực kỳ hay luôn đấy em. Admin áp dụng cái khóa content đấy để xây dựng cả hệ thống ấy. Nó là một cái logic rất là logic luôn. Thứ cái này là cái nội dung của cái khác rất hay. Xuất phát từ cái khóa content đó thì chị rất là tự tin đến thời điểm này là chị có thể viết content được cho bất cứ cái sản phẩm nào với bất cứ cái hình thức nào. Thì cái này thì lý do vì sao mà mình là chủ doanh nghiệp nhưng mà mình lại phải đi học từ những cái chi tiết nhỏ nhất như thế, bởi vì là cái tư duy của mình là khi mà mình học mình hiểu vấn đề rồi thì mình mới đào tạo được cho nhân viên. Cái này là cái mà mình xây dựng và mình đi học để mình về mình dạy cho các bạn nhân viên là vì thế. Thế nên là có rất nhiều câu hỏi các bạn đặt ra câu hỏi cho mình là tại sao chị phải học từ những cái nhỏ nhất, những cái chi tiết như thế để làm gì, sao chị không cho nhân viên học rồi chị về chị bảo các bạn ấy làm. Thế nhưng mà có một cái tư duy mà mình tư duy hơi ngược một chút là khi mà mình không biết thì mình sẽ không biết là nhân viên mình có làm đúng hay sai. Thế nên là mình phải đi học từ cái nhỏ nhất cho đến những cái vấn đề khác. Thế nên là các bạn vào Fori thì các bạn có rất là nhiều cái thuận lợi. Fori cung cấp cho bạn đầy đủ các cái thứ nhất sản phẩm, cái thứ hai là công cụ, cái thứ ba là tất cả những cái chiến lược thì Quyết cũng đã đào tạo cho các bạn rồi. Việc còn lại là các bạn hãy áp dụng nó, các bạn làm thôi. Chỉ có khi mà hành động làm các bạn mới thấy được cái kết quả thôi. Và trong cái quá trình làm thì chắc chắn là có những cái mà các bạn thấy chưa được, hoặc là các bạn sẽ thấy những có những cái điểm tồn tại, thì khi đó thì mình sẽ nốt, mình sẽ check lại và mình sẽ điều chỉnh. Còn nếu mà các bạn chỉ nghe và các bạn để đấy thôi thì các bạn chắc chắn sẽ không ra được kết quả. Vì vậy là cái từ khóa cuối cùng cho các bạn đó, các bạn hãy hành động, các bạn hãy làm. Các bạn nghe được gì, các bạn học được gì, các bạn hãy làm, triển khai và làm. Triển khai và làm thì mọi cái nó cũng đơn giản thôi mà. Thì các bạn hãy tạo cái cộng đồng cho riêng mình, lập một cái fanpage, nó rất là đơn giản. Thì các bạn có thể gõ từ khóa trên Google, có thể là từ khóa mà các bạn tìm kiếm thì nó sẽ ra vô vàn cái thông tin mà các bạn tìm kiếm được ở trên Google. Thế nên là các bạn hãy triển khai và bắt ngay và làm, bắt tay và làm ngay. Thì có một cái may mắn là được tiếp xúc với Fori, được tiếp xúc với Quyết thì nó cũng là cái nền tảng đầu tiên khi mà mình bước chân vào kinh doanh online. Đây là Quyết đang share cái page Gạo Nam Anh. Cái này là do chính tay mình xây dựng nên. Thì vừa rồi thì khá là bận nên là khoảng 2 tuần nay thì mình mới triển khai lại cái các cái chiến lược content ở trên này. Thì những cái ảnh như các bạn nhìn thấy ở những cái cuộc thi kia là cái ảnh tự tay mình làm ấy. Những cái ảnh này là mình làm ở trên Canva ấy. Nó rất là công cụ, nó rất là dễ thôi. Thì cái bạn marketing thì hiện tại thì các bạn ấy đang nghỉ. Thế nên là mình đang làm cái việc này. Các bạn nhân viên bán hàng thì các bạn ấy còn phụ trách nhiều việc khác nữa. Thế nên là chị có thể gọi là vắn tắt lại một cái chiến lược này của mình cho anh em, các bạn có thể học ở đây. Em thấy cái chiến lược này cực kỳ hay luôn. Đây là một vấn đề mà mấy hôm nay em cũng triển khai lại cho một số bạn ở trong Fori á. Cực kỳ hay luôn. Cái chiến lược này là sử dụng cái sức mạnh của cộng đồng, mà nói mà một số anh em mình là chỉ nghe thôi không hiểu, mà đến khi mà phải có người làm được, hiểu được ấy, thì nó viral vô cùng luôn. Chị có thể nói về cái chiến lược này cho mọi người hiểu hơn nhé. Em thấy cực kỳ hay luôn á. Thực ra là cái fanpage này thì lúc đầu là mình tự lập ra từ năm 2019. Lúc đó thì mình mở ra cái ngách sản phẩm mà là sản phẩm về lương thực thực phẩm. Thì mình lập ra cái page Gạo Nam Anh. Cái lúc đầu thì mình chỉ mở ra với cái mục đích là mình quảng bá cái sản phẩm của mình tại địa phương thôi, chứ mình cũng không mong muốn là sẽ quảng không lúc đấy thì không có mục tiêu là sẽ đưa cái Gạo Nam Anh đến nhiều người biết đến. Thế tuy nhiên thì khi mà mình quyết định là đưa doanh nghiệp mình lên online ấy, thì mình quyết định là sẽ có rất là nhiều các sản phẩm khác nữa ở trong cái page Gạo Nam Anh này. Thì từ đó thì mình sẽ phải phát triển cái page Gạo Nam Anh này lên. Và cái nhiều bạn thì chia sẻ với mình là mình có thể là mua like ảo ở cái page này. Thì tuy nhiên thì cái quan điểm của mình là mình sẽ phải cần like thật, like page thật. Bởi vì là những ai mà like page thật thì mới đó mới chính là những cái khách hàng mà họ quan tâm đến cái sản phẩm của mình.
Thì khi đó thì họ quan tâm thì họ mới ở lại cái bếp của mình lâu và họ quan tâm đến những cái sản phẩm của mình. Vì thế nên là mình sẽ từ đó thì mình phân tích ra là để tiếp cận đến khách hàng và để tăng được cái lượng tương tác của bếp này thì mình phải làm gì, và mình nảy ra được cái ý định, cái ý tưởng là mình sẽ tăng cái tương tác bằng cách tạo ra một cái sân chơi để cho khách hàng vào, khách hàng like cái page của mình và khách hàng sẽ tham dự cái cuộc thi. Thì cái sản phẩm của mình là cái bán sản phẩm về lương thực thực phẩm, thế nên là mình tạo ra một cái cuộc sân chơi, đó là cái cuộc thi mâm cơm sum vầy, thì nó cũng khá là liên quan đến các cái sản phẩm của mình. Thì các bạn ấy thích cái mà mình trong cái content mà cái bài thi dự thi ấy, cái bài mà đăng cái thông tin dự thi mà Quyết đang nói ấy, thì là mình nhắm đến đúng cái nhu cầu của khách hàng, đó là cái bữa cơm, là cái mâm cơm sum vầy, là cái mà để cho các cái thành viên trong gia đình sau một ngày mệt mỏi thì ngồi bên mâm cơm, và những ai mà chuẩn bị mâm cơm thì chính là cái thể hiện cái tình cảm của mình đối với gia đình mình. Thì trong cái content của cái bài này thì mình có nói đến những cái vấn đề đó, thì nó cũng kích thích được những một nhu cầu của một số những khách hàng mà họ muốn thể hiện bản thân, cái sự quan tâm của mình đối với gia đình mình. Và từ đó thì mình cứ các bạn thì cứ một bạn tham gia thì các bạn ấy like bài viết, like ảnh dự thi của các bạn ấy, và nó cái sự tương tác từ người nọ sang người kia, nó như là một cái hiệu ứng cánh bướm ấy. Một người biết xong đến hai ba người biết thì xong rồi nó là cấp số nhân lên. Và cái bài viết đó thì cái bài viết mà như Quyết đang share đấy, nó chính là cái tương tác thật của cái bài viết ấy. Thì cái chiến lược của mình là sau khi mình tạo ra cái sân chơi này, có những cái giải thưởng cho khách hàng, tất nhiên là cái giải thưởng phải có giá trị thì khách hàng họ mới thích chơi, chứ còn khách cái giải thưởng mà nó không có giá trị với khách thì họ cũng không không quan tâm lắm đâu. Thế nên là sau khi kết thúc cái cuộc thi này thì có cái chiến lược tiếp theo của mình là khi mà tiếp cận được với rất là nhiều người như thế, như Quyết đang xe là 10.701 người tiếp cận được, thì cái chiến lược tiếp theo của mình sẽ là mình sẽ up liên tiếp các cái sản phẩm tiếp theo lên, bởi vì là cái lượng tương tác của fanpage này nó đang rất là lớn, thì ngay lập tức thì mình sẽ cho triển khai up một loạt những cái content về sản phẩm, giới thiệu về sản phẩm cũng như là review về sản phẩm mà mình cũng đang bắt đầu triển khai được 2-3 hôm nay. Đấy thì các bạn có thể thấy liên tiếp là sau cuộc thi là mình sẽ triển khai up liên tục những cái sản phẩm của mình lên, một ngày 4 bài, 4 5 bài một ngày. Thì cái này thì các bạn cũng có thể áp dụng những cái tư duy này về triển khai để xây dựng các cái page của các bạn. Thì Quyết sẽ hỗ trợ được các bạn trong cái cách mà xây dựng fanpage. Thế là các bạn có thể thấy đúng không ạ? Một cái fanpage bình thường thôi, các bạn có thể như vừa xong này pin xe đấy, nó tăng hơn 10.000, hơn 10.000 lượt tiếp cận trong so với 28 ngày trước, tức là một cái fanpage rất là bình thường. Đó là lý do đổ lỗi là tại sao ấy, là từ cái giá, lúc nào cũng đổ lỗi do giá hay đổ lỗi lại cho bản thân mình, đúng không? Đổ lỗi cho cách marketing của mình không biết, mình không rõ nên mình phải học, đúng không nào? Và đổ lỗi cho cái kênh không hiệu quả. Vừa sau em đã nói rồi là do bản thân mình không thể làm cho nó hiệu quả, chứ không phải là nó không hiệu quả. Đó là cái rõ ràng, và chúng ta luôn luôn đó, trong cái buổi trend trước thì mình có nói rồi là chúng ta muốn đi kiếm một cái gì đó nó hơi ảo tưởng, ở chúng ta nghĩ rằng có một cái kênh nào đó nó sẽ kiếm cho mình thật là nhiều đơn, đúng không? Mình kiếm cho mình một cái gì đó mà nó có thể gia tăng được cái sức mạnh của mình lên, không xin thưa, không bao giờ có được. Kể cả vấn đề về làm Shopee nó cũng cần phải rất là chảy ra chóc vẩy để mình làm cái chiến lược, sử dụng các cái combo, sử dụng cái chiến lược, sử dụng các cái hình ảnh đó, và thực tế mình phải 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 dấn thân và sử dụng rất là nhiều các cái gọi là, nói thực tế ra nó là thủ đoạn chiêu trò các kiểu vào trong đó để gì, để mình xây dựng ra được một cái ý tưởng mà mình thể hiện ra được. Và cái sự khác biệt của người thành công và một cái người chưa thành công á, đúng không, không phải là thất bại mà chưa thành công thôi, đó là ăn nhau ở cái ý tưởng, dám nghĩ dám làm và thực hiện cho nó tới cùng, đúng không? Và có một cái chỗ này thì rút ra một chỗ này, đó là tất cả các kênh trên internet đều là những cái vũ khí sắc bén, và trong cái khóa học cũng giống như các cái content của mình có để trên blog ấy, đó là tất cả các kênh mà mọi người cảm thấy bình thường nhất nó đều là những cái kênh mà vô cùng hiệu quả.
Chị thưa rằng cái khóa mà công thức thành công là khóa đầu tiên và cũng là căn cơ nhất của tất cả các bạn mà nếu như mà vào trong training và đào tạo quá trình đều cần phải học, đó là công thức thành công ấy. Em mình nói là tất cả những kênh đó đều là những kênh free, miễn phí hoàn toàn mà chúng ta không biết để vận hành nó, đó là do mình thôi chứ không phải là chúng ta thiếu. Đúng không? Chúng ta nghĩ rằng cần phải có một kênh nào đó nó bán hàng ngàn đơn một ngày, kênh nào có thể bán được hàng ngàn đơn một ngày hết, group cũng vậy. Như chúng ta tạo ra một cái group, như vừa sau mình đã có sâu cái group rồi đó, về cái website đúng không ạ, hay group về phụ kiện điện thoại có hàng ngàn người, hàng chục ngàn người đúng không ạ, đấy cũng bán được. Như vừa xong xe cái fanpage của chị Yến, một cái fanpage rất là bình thường chứ không nói là kéo like hay chạy quảng cáo thì mọi người sẽ không có refresh, sẽ không có tôn trọng lắm đúng không, hoặc là cái này chạy quảng cáo mà đây là một cái không chạy quảng cáo gì cả, rất là bình thường luôn, nó tăng lên cực kỳ khủng. Một cái page bình thường đó là do ăn nhau ở chiến lược, ăn nhau ở ý tưởng, ăn nhau ở việc mà dám làm, dám nghĩ hay không và làm được hay không thôi, chứ không phải là cái kênh nó có kênh gì khác biệt. Toàn những kênh mình biết rồi đúng không, hay là thậm chí là TikTok đúng không, hay là thậm chí là một cái Google blog. Cái Google blog chỉ cần một cái Gmail thôi làm nó cũng ok nữa, chẳng qua là mình có tích hợp được tất cả những thứ đó logic lại với nhau hay không, đúng không nào. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghe tiếp cái sự chia sẻ của chị Yến, và một xíu nữa thì sẽ cho mọi người một số cái chiến lược về Facebook marketing đúng không? Và nếu mà không sử dụng Facebook marketing thì các bạn sẽ không hình dung được cái vấn đề này. Nó đơn giản là từ việc mà sử dụng một là group này, hai là Facebook cá nhân này, ba là fanpage, ba hai công cụ này cộng với việc mà biết làm ảnh một tí, biết làm video một tí, biết chiến lược một tí thôi là chúng ta đã tạo ra được một cái hệ thống ok rồi. Và chỉ cần làm cho nó rõ ràng, cho nó rõ nét và làm cho tới cùng cho nó thật là sâu thì chúng ta cũng sẽ thành công. Tại vì cái hệ thống Forum Center, một cái đội nhóm rất là nhiều người như này á, admin cũng chỉ sử dụng cái kênh đó thôi, không có gì ngoài cái đó ấy. Chẳng qua là góc nhìn khác đi một tí thôi nó sẽ khác. Ok, mọi người sẽ nghe chị Yến chia sẻ nhé. Đây là một chiến lược cực kỳ hay mà chúng ta có thể áp dụng được. Các bạn là tùy biến vào trong cái chiến lược của mình đúng không ạ? Chúng ta sẽ nghe chị Yến hướng dẫn cho mọi người biết cái cách mà áp dụng với thời trang như thế nào, hay là áp dụng với phụ kiện như thế nào, hay là thậm chí là áp dụng với đồ gia dụng như thế nào, áp dụng được hết tất cả đấy các bạn ạ. Chẳng qua là do cái chiến lược của mình thôi chứ không gì khác biệt đâu. Ok các bạn. Các bạn cảm ơn Quyên nhé. Các bạn hãy có một cái tư duy như thế này. Mình định bán sản phẩm cho ai, khách hàng ở đâu thì mình sẽ phải xuất hiện ở đó. Đó là cái tư duy mà các bạn cần phải ghi vào trong đầu. Đối tượng khách hàng của bạn ở kênh nào thì các bạn phải xuất hiện ở kênh đó thôi. Đó là cái điều chắc chắn. Khách hàng ở Facebook thì các bạn phải xuất hiện ở Facebook. Khách hàng ở TikTok thì các bạn phải xuất hiện ở TikTok. Nó phải xuất hiện liên tục để cho mọi người ghi dấu ấn là có mình ở đó. Thì cái này thì các bạn phải làm, các bạn phải triển khai thôi. Cũng như mình trước kia thì mình lập cái fanpage ra thì cũng không biết làm gì với nó cả. Chỉ có lúc đầu, thời gian đầu cũng chỉ có một vài người thân quen, bạn bè share, like cái cứ đăng bài viết lên thì không ai quan tâm, không ai like và share mấy. Và cũng một số những bạn bè thân thiết thì vào like để cổ vũ thôi. Nhưng mà sau khi đó, sau khi mình được học một số những cái tư duy và mình về mình triển khai lại thì mình mới thấy được rằng là họ cần phải biết cái fanpage đó là do ai. Tại vì mình bán ở địa phương, thế nên là cái mục tiêu trước mắt là mình đánh ở những cái khách hàng ở địa phương, tại cái địa phương mình vào cái thời điểm dịch này, nên là mình phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân ở mình và tại cái địa phương đã. Sau đó thì mình, sau khi cái fanpage của mình phát triển nó tốt rồi và mình tiếp cận được khách hàng khá là ok rồi, tức là cái lượng like thật của nó sẽ tăng lên rồi, thì lúc đó thì mình mới triển khai lên phủ sóng rộng hơn ở trên toàn quốc. Lúc đó thì mình mới áp dụng cái hình thức chạy quảng cáo vào. Chứ còn thời điểm hiện tại thì khi mà chạy quảng cáo vào thì nó sẽ không hiệu quả. Thế nên đấy là cái chiến lược của mình cái thời gian sắp tới. Thì cái thời gian sắp tới thì ở cái fanpage đó thì mình sẽ thêm những cái sản phẩm khác nữa, thế nên là mình sẽ có những cái chiến lược riêng. Các bạn có thể theo dõi cái page Tạo Nam Anh đó để các bạn có thể học theo. Và một cái điều nữa là khi mà kinh doanh trên Internet, cái điều vô cùng quan trọng là các bạn phải xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên Internet. Cái này, điều này là điều quan trọng, bởi vì là khi mà các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân rồi thì khách hàng họ mới tin tưởng bạn. Kể cả là bạn có dùng nick ảo đi chăng nữa, nhưng cái nick ảo của bạn cũng phải tạo được cái sự uy tín cho khách hàng. Tức là khi mà bạn comment với khách hàng để bán hàng, inbox với khách hàng, thì khách hàng kiểu gì họ cũng lội lại sang cái trang cá nhân của bạn để xem bạn là người như thế nào, có đủ tin tưởng để bán hàng cho họ hay không.
Và với những cái đối tượng khách hàng mà như mình chia sẻ lúc trước ấy, thì đối tượng khách hàng mà các bạn có thể bán được giá cao thì họ lại càng chú ý đến cái vấn đề này. Thế nên là các bạn hãy xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, hãy là cái người sống tích cực, chia sẻ những cái điều tích cực chứ trên cái trang cá nhân của các bạn thì các bạn đừng share những cái vấn đề mà không liên quan đến mình hay những cái vấn đề tiêu cực trong trong cuộc sống, thì khi đó thì những cái khách hàng mà như mình vừa chia sẻ lúc nãy đấy thì họ sẽ loại ngay khỏi lập tức khỏi đầu họ là cái người bán hàng như vậy, bởi vì là họ sẽ không tin tưởng và họ sẽ không mua, đấy là điều chắc chắn. Thế nên là cái điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn hãy xây dựng, muốn thành công được trên internet, muốn bán hàng được trên internet thì các bạn hãy thứ nhất học cách marketing, cái thứ hai là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên internet, trên tất cả các cái kênh mà các bạn có thể xây dựng được. Và rất là cảm ơn Quyết đã cho cái cơ hội để chia sẻ với các bạn ngày hôm nay, thì nếu có cái thắc mắc gì thì các bạn có thể nốt lại và gửi vào trong các cái nhóm của Paulie thì mình sẽ giải đáp. Bây giờ thì khá muộn rồi nên xin phép là out trước, có thời gian thì Đây. mình sẽ ở lại chia sẻ với các Chị bạn Yến nhiều nhé. hơn. Các Xin cảm ơn bạn các bạn thấy nhé. cái buổi chia sẻ của chị Yến như nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Hay không ạ? Đó. Các bạn comment là chào chị Yến, gọi là cảm ơn chị Yến một rồi là cái cảm nhận của mình về cái buổi chia sẻ của chị Yến nhé. Rồi là chị Yến xem là các bạn nhận xét như thế nào nhá. Đúng không? Tuyệt vời không ạ? Cảm thấy tuyệt vời không ạ? Mình là cảm thấy tuyệt vời đấy, đúng không ạ? Học rất là nhiều điều, đúng không ạ? Đó là cái điều mà nó rất là thực tế thôi. Đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đúng không? Các bạn cảm ơn chị Yến nhé. Rồi là Ok, rất là cảm chị ơn Yến Quyết, một cảm lời ơn động các bạn viên nhá, nhé. để sau này chị Yến còn lên chia sẻ cho với mình nữa. Ok, rất là tuyệt vời. Ok. Cảm ơn chị Yến. Chúc các bạn sẽ tìm ra được cái hướng đi cho mình và sẽ đồng hành cùng với Polly, sẽ thành công cùng với Polly. Cảm ơn các bạn nhé. Ok, cảm ơn chị Yến. Ok, thì thật rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và chị Yến là một trong những member cũng rất là nhiệt huyết, cực kỳ nhiệt huyết luôn các bạn, đúng không ạ? Và rất là chịu khó đi học rất là nhiều nơi, đúng không ạ? Và cực kỳ chịu khó. Nên ra cái chỗ này mình chia sẻ ở chỗ chỗ quan trọng hơn này. À, tôi biết chắc chắn rằng ở trong cái nhóm của mình đó có nhiều bạn trẻ hơn chị Yến rất nhiều, không rất là trẻ luôn đúng không ạ? Mà chị Yến đây là cũng hơn 35 rồi đúng không ạ? Hơn 35 tuổi, 36 37 gì đấy đúng không ạ? Cũng khá là lớn, nhưng mà chị cực kỳ chăm chỉ học rất là nhiều kiến thức thật sự luôn. Là đến giai đoạn này là một số anh em mình ở trong này trẻ đấy cũng không 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 có kiến thức nhiều bằng chị Yến đâu, kể cả vấn đề chiến lược, vấn đề kỹ thuật luôn đúng không? À, vừa xong là xe cái fanpage cho mọi người xem, đó là cái fanpage mà do chị Yến vận hành luôn, từ vấn đề về hình ảnh các thứ đó là chị có thể làm được đúng không nào? Và tạo ra sự khác biệt, tạo ra cái điểm nhấn cho cái kênh của mình, tạo cái cuộc chơi, cái mini game cho cái fanpage của mình, và trở thành một cái kênh cụ công cụ rất là bình thường, giống như vừa sau này khi nói rằng là tại sao chúng ta không làm thôi đúng không nào? Thì đó là cái mà là một đầu tiên là cái động lực cho tất cả mọi người trong trong team. Và rất là may mắn rồi xem được cái buổi training này, và chúng ta hoàn toàn có thể làm được, ai cũng có thể làm được, các bạn có chịu học hay không. Vậy như chị Yên nói là ở học marketing, có lẽ sản phẩm ở trong Fori hay là sản phẩm ở đâu cũng vậy thôi, nó cũng có về sự khác biệt về giá, nó có sự cạnh tranh về giá. Nhưng mà vừa xong đúng không ạ, các bạn nói là có những cạnh tranh gì trên group, cái cạnh tranh trên group và cạnh tranh trên internet đó là tương đồng, chứ không phải vấn đề về giá. Quan điểm mà chưa phải mình nghĩ là cạnh tranh về giá đúng không ạ? Không bao giờ đúng không ạ? Chưa bao giờ mình có cái tư duy đó luôn đúng không ạ? Và cạnh tranh mà admin muốn nói rằng cái cạnh tranh đó đúng không, đó là cái căn cơ thực tế, đó là cạnh tranh về chiến lược marketing, cạnh tranh về hình ảnh, cạnh tranh về content. Đó, hình ảnh nó rõ ràng rồi. Vừa xong là các bạn xem những cái hình ảnh của em như là ăn đứt các hình ảnh bình thường rồi. Đấy. Cái thứ hai là cạnh tranh về chiến lược đúng không nào? Cạnh tranh về chiến lược. Đấy, cạnh tranh về chiến lược. Mình có tặng quà hay không? Mình có khuyến mãi hay không? Đúng không ạ? Mình có hậu mãi khách hàng hay không? Hay là mình chỉ bán bình thường đúng không? Bán xong là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi là xong đúng không? Mình có cam kết bảo hành hay cam đoan gì không? Không có đúng không? Thì là cũng không không được đúng không nào? Rồi là cạnh tranh về cái vấn đề về tư duy marketing nữa. Tất cả mọi vấn đề đúng không? Hình ảnh, content, chiến lược đúng không? Hậu mãi ưu đãi, rất là nhiều thứ cạnh tranh đấy. Thậm chí là cạnh tranh về thương hiệu cá nhân, mình có xây dựng thương hiệu cá nhân không, hay là chỉ là một cái bình thường. Và cái đặc biệt ở trong đây có các bạn để làm thương hiệu cá nhân rất là tốt, tức là các bạn tạo ra một cái logo riêng, tức là cái sản phẩm đó của shop mình là sản phẩm chính hãng, chứ không phải là sản phẩm đó giống như các bạn nhìn thấy ở bên ngoài thị trường.
đó là cái mà khi hướng dẫn anh em ở trong special nói rồi là gì ạ, với cả trong VIP member nói là cũng là một cái sản phẩm đó, nhưng tại sao tôi bán giá gấp đôi các bạn? Tại vì đơn giản là tôi đầu tư về mặt hình ảnh, và trong cái đầu tư về mặt hình ảnh đó là đầu tư về mặt thương hiệu, và tôi có hoàn toàn thể là bẻ gãy được cái gì ạ, cái nghi ngờ của khách hàng ở bỏ em ơi sao chị thấy rằng là cái sản phẩm này trên nó có 80.000 thôi mà em bán 150.000 vậy. Và chị à, cái sản phẩm đấy chị xem lại đi, xem có phải là sản phẩm giống như của em không. Thực tế là giống nhau hệt luôn, nhưng mà nó khác nhau gì? Cái hình ảnh của em này, đúng không ạ? Cái ảnh đó nó có logo không? Đấy, ví dụ như là chỉ có người làm marketing người ta mới người ta mới có thể là làm những cái vấn đề này. Mình thực tế là nó đơn thuần đấy, đúng không? Nó có bảo hành cho chị như em không? Đầu tiên là về vấn đề về hình ảnh trên marketing trước đấy, đúng không ạ? Nó có thương hiệu hay không, đúng không nào? Nó có bảo hành giống như em không? Nó có tặng quà giống như em không? Thì lúc này ấy, khách hàng người ta nghi ngờ, thằng này nói tư vấn cũng đúng, đúng không? Lúc đấy người ta sẽ không bao giờ nghi, người ta sẽ không bao giờ mua cái giá rẻ. Và đặc biệt là giống như em, thật sự tôi mua online tôi mua mắc lắm, tôi sợ bị đằng nào cũng mất tiền ấy. Tôi muốn mua một cái tốt luôn chứ không phải mất tiền rồi lại mua lại. Đặc biệt là online là cái chỗ tín là đi hàng đầu đấy, như nói rằng là không phải vấn đề về giá đâu, giá là tôi không bao giờ đặt ra trong cái đầu của mình luôn, thật đấy các bạn, thật luôn đó. Đó, căn bản là mình cảm thấy bán được hay không. Nếu như nhá, mình cảm thấy không bán được, bỏ ra thì không còn vấn đề về giá nữa. Bạn hình dung không ạ? Hai nữa là mình cảm thấy rằng giá này không tốt, bỏ luôn, không có làm cái ngách đó với cái thằng đó nữa, đúng không? Biết ở Forex giá không tốt, bỏ luôn ra khỏi, đừng bao giờ nói đến vấn đề đấy, tìm thằng tốt hơn và mình thích là được. Còn cái vấn đề là bây giờ anh có thích hay không, anh có chiến hết mình hay không, anh có làm sự khác biệt đối với cái sản phẩm đó hay không nữa. Chứ còn lại là nó chẳng khác gì nhau hết, cũng nho Ninh Thuận cả, người ta bán chỉ là gì ạ, 20.000 một ký, nhìn mà 35.000 một ký hơn những 15.000. Khác nhau ở cái điểm nào? Khác nhau ở gì ạ? Ở cái túi đựng. Túi đựng đó là phải đẹp vào thiết kế một tí, đúng không ạ? Bắt vì vậy, organic một tí, nó phải gì ạ? Không thuốc trừ sâu một tí, đúng không ạ? Và mình biết tự tin rằng đó là chất, đó là ok, thì mình dám marketing ổn cho người ta. Nó rõ ràng, đúng không? Còn em mình không dám nhận định thì bây giờ ai dám tin mình? Bản thân mình mà không tin nữa thì ai dám tin? Rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Đó là những cái mà đơn thuần đấy, đúng không ạ? Nên ra khi mà tư vấn khách hàng, đó là những cái mà mình đưa ra, nó bảo là ở tư vấn phải đưa ra điều khác biệt từng cái chỗ đó, đúng không ạ? Thậm chí là rõ ràng là sản phẩm mình là như nhau ấy, thì còn lấy luôn cái ví dụ là chị thấy không này, cái sản phẩm của em mà nó là cả 199.000 em giảm giá như thế này là 150.000 rồi, mà có những người người ta bán có 75.000 giữa nửa giá của em, thì chị xem cái sản phẩm là như thế nào, xong chụp luôn cái phần feedback ở dưới của nó nữa, đúng không ạ? Mỏng le mỏng lét, rồi là bung chỉ những cái điểm yếu của khách hàng, đấy là gọi là nói xấu, nhưng mà mình gọi là tế nhị đấy. Chị nhìn xem mày đánh giá ở trên đây này, làm được không ạ? Hoàn toàn làm được luôn á. Tôi nghĩ là những cái này em còn không nghĩ ra, đúng không nào? Đó là những cái yếu điểm của những người mà bán hàng quá rẻ quá tệ đấy. Anh chị em cứ chị cứ nhìn cái đó mà chị xem, rồi là anh cứ xem cái đó mà anh xem thôi, chứ em cũng không có bình luận nhiều. Người ta tự hiểu, người ta mua thôi. Đấy là cái sự thật luôn. Đó là khi mà em nói bán cái điện thoại, em bảo là bây giờ em nói thật với anh chị bỏ ra 20 triệu rồi mua một cái XS Max, lúc ấy là XS Max nó còn 20, mà bây giờ chả lẽ em bán rẻ hơn 1.500.000 để em bán một cái hàng mà nó không tốt cho chị. Đó là hàng ví dụ như là hàng bị mất email chẳng hạn, hay là email đỏ chẳng hạn. Khách hàng người ta sẽ tìm hiểu, người ta sẽ biết email đỏ là gì, hoặc là người ta sẽ biết là thay lắp lưng là gì, thay kính lưng là gì, người ta biết thừa, đúng không? Người ta sẽ hiểu ngay là tại sao nó rẻ. Đó là cái mình xác biệt, mình sẽ bán được hơn, đúng không? Và áo thời trang hay là cái gì cũng vậy thôi các bạn ạ. Mình khác biệt về hình ảnh, khác biệt về thương hiệu, mình có uy tín, mình dám cam kết và mình có test cái sản phẩm đấy thì mình sẽ dám tự tin. Giống như em mình làm cáp này, cáp này mình là hàng công ty sản xuất theo tiêu chuẩn chuẩn zin luôn, đúng không ạ? Mình tự tin bán hàng zin, nên mình bỏ bán em bảo hành lỗi em trả, không có gì lo, tại vì mình một gấp 3-4 lần mà. Mình lời của đấy thì lo gì mà mình không bảo hành cho người khác được, nên người ta vẫn hài lòng, vẫn ok, vẫn tuyệt vời, vẫn quý mình. Còn là ông mà bảo giá rẻ không mất hết, nó thật luôn, rẻ hơn nữa ông không bán được, tại vì bán xong người ta lỗi ông chạy luôn, ông chẳng dám bảo hành cho người ta thì rẻ để làm gì. Rõ ràng như vậy, đúng không ạ? Đó là những cái mà mình xoáy sâu ấy, đúng không ạ? Nghe có vẻ như là mình cảm thấy rằng mình
không hài lòng hoặc là không thích lắm, nhưng mà nó là sự thật. Tại vì tôi bán rất là nhiều, tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp như vậy luôn rồi. Ok, và một cái vấn đề cuối ở trong cái buổi training này mà em như muốn hướng dẫn là vấn đề về xây dựng, xác định toàn bộ rồi, từ xác định vấn đề rồi bây giờ mình phải có một cái gọi là phễu marketing. Tức là như thế này, nếu chúng ta quảng bá cái sản phẩm về thời trang chẳng hạn, thì nếu như anh chị mua qua cái fanpage ấy, thì sẽ được giảm giá 10%. Nhưng mà nếu mà giảm mua qua Shopee, đúng không, thì mọi người sẽ được gì ạ, giảm giá 20% cộng cái mã vận chuyển nữa, đúng không? Hay là mọi người mua qua cái kênh thêm trong vô trong cái group này, mọi người sẽ được nhận thêm mỗi quà tặng kèm khi mà mua cái sản phẩm, ví dụ như thế, đúng không? Ví dụ như vậy thì gì ạ, người ta sẽ bị dẫn phễu. Tức là các bạn có thể nhìn thấy, các bạn từ đâu đâu đó trên internet, tôi đâu biết các bạn ở đâu đó, đúng không? Các bạn vào trong Zalo của Fori, đúng không? Sau đó IP tham gia, cho các bạn tham gia các cái group ở trên Facebook, các bạn tham gia group ở trên Facebook, đúng không ạ? Rồi là trong nhóm Zalo thì truyền đạt những cái kiến thức về marketing, xong rồi là đưa cái buổi Zoom này, các bạn từ đâu đâu trên internet rơi vào cái buổi Zoom này, đúng không nào? Rõ ràng không nào? Đúng không nào? Và vừa sau chị Yến nói rồi là tin yêu các thứ, đến một ngày nào đó các bạn khả năng, đúng không, là ví dụ như là sử dụng dịch vụ gì đó ở trong Fori, hay là một ngày nào đó các bạn có đơn với Fori, thì ở đó là cái một kết quả đẹp mình có được, nó là cái một cái hệ quả rất là dài, các bạn có thấy thấy nó công phu không ạ? Thế nó công phu như vậy người ta còn làm được, thì việc mà bán cái cáp hay bán cái visa này nó là cái việc bình thường thôi, rõ ràng đúng không ạ? Cái fanpage để bán visa quan trọng mình có chiến lược hay không, mình có đăng tải những cái kiến thức và những cái vấn đề của khách hàng người ta có thích hay không thôi. Đó là cái mà cái chân lý không làm được thì bây giờ thôi khó, thì bây giờ khó chưa làm được thì kiếm những cái sản phẩm nó dễ hơn để mình làm, đúng không? Khó nhưng vấn đề về nó rất là ảo, giống như là website, giống như là hosting, ai mà biết được. Ban đầu làm sao mà em đi làm được, rất là lâu thời gian sau mình có những cái chiến lược, có những cái cách thức để mình làm, có những cái kỹ năng để mình làm, hoặc là những cái đơn thuần, đúng không, như là phụ kiện, như là thời trang, cái áo thun, cái áo, cái nón, cái hoodie, nó là cái chuyện rất là tầm thường luôn, đúng không ạ? Và duy quán được những cái sản phẩm lời gấp 3 lần, cái áo đó nhập special, đúng không, VIP member nó có 70 ngàn, 75 ngàn, bán lên 200 mốt, trời ơi, lập gấp 3 chưa, một ngày nó làm 3 cái, một ngày nó làm 5 cái đơn như vậy, đúng không ạ? 10 cái đơn như thế mà tính ra được như thế nào, 2 triệu mấy, mà trong khi đó vốn bao nhiêu ạ, vốn có 700 ngàn lời má nhìn không ra luôn, đúng không? Đó là lý do tại sao mà thằng chê cứ chê, thằng làm cứ làm, thằng bán không được cứ không được, thằng bán được cứ bán được. Nên ra là đôi lúc ở trong marketing nó một cái chiêu hay là cứ cho mày làm, đó chỉ là bàn đạp cho những người làm tốt hơn thôi, gọi hình dung thà không làm thôi, thì mình đã bỏ rồi là không làm thôi, mà khi mà mình làm là nó phải dọa chuyển đổi. Em mình nói là bây giờ ông làm Shopee dở quá để tôi làm cho mấy ông xem, nó phải tạo ra đơn hàng trên Shopee, ông làm marketplace chán chết, tôi làm marketplace cho ông thì gì ạ? Những cái bài của ông đăng, những cái kênh của ông đăng chỉ là rác trên internet và lấy để tôi làm so sánh. Đây là cái chiến lược mà em này hay so sánh đó, so sánh thẳng thừng luôn này, ông xem này, đúng không ạ? Khách xem này, ở cái sản phẩm của em như thế nhưng mà trên này nó bán hàng nhái, hàng giả này, nó có bằng nửa giá của em đấy, em cho anh chị link luôn, không dám mua luôn. Đấy là cái sự thật luôn. Có bao giờ các bạn làm như vậy không ạ? Các bạn đủ tự tin để giới thiệu một người khác không ạ? Admin dám, đúng không ạ? Tại vì có gì đâu để mất, không được khách này thì thôi, đúng không? Nhưng mà mình biết chắc chắn là người ta sẽ không mua, tại vì đọc feedback là ớn chết cha rồi, làm sao mà nó mua được, đúng không? Đọc cái feedback ở dưới là thôi nát rồi, đúng không? Mình giới thiệu luôn đấy, dí tay vào đấy ở mua, đúng không? Không dám mua, đúng không? Nó là chiến lược, đúng không? Vấn đề tại sao, đúng không? Tại vì mình biết đó phải học, đó là bản lĩnh của thị trường ở chỗ đó, nên ra khi mình biết thừa luôn, đúng không ạ? Tại vì có những cái vấn đề về hình ảnh này, có những vấn đề về chiến lược này, có những vấn đề về content, và vừa xong là một cái vấn đề là về vấn đề về câu chuyện nữa, đúng không? Câu chuyện bán hàng, câu chuyện bán hàng nó rất là nhiều câu chuyện hay, vui, thú vị. Sử dụng Facebook cá nhân để bán trong group, anh ấy bán ở trong nhóm, đúng không nào? Bán cái dây cáp, bán cái dây cáp dài này, rộng này để dùng để sạc iPhone, thường là như vậy. Mà tôi không bán như vậy. Tôi nói rằng là hôm nay á, em dọn phòng, đúng không ạ? Hiện tại thì em đang sử dụng một con Samsung Note 9, Note 10 gì đấy, chụp hình đưa lên, con Samsung này của em như thế này này, và em cảm thấy rằng hôm trước em mua được một cái sợi cáp em dư, em bán lại cho anh nào cần, bắt lại cho anh nào cần, như một cái tai nghe,
anh em nào cần thì inbox em. Trời ơi, xíu hồi bán mấy chục đơn luôn. Cái này ông Thắng ông học xong ông làm rất là tốt luôn. Các bạn có học chiến lược này không? Hay là chỉ đăng lên bán bình thường? Lên câu chuyện bán hàng không có, lên không bán hàng. Bảo là ừ như này có vẻ hơi chiêu trò hơi lừa đảo, bản chất nó cũng là sự thật thôi, đúng không? Nó khác khác gì đâu, đúng không ạ? Bây giờ tôi mua cái ví ra tôi muốn bán nữa thì tôi không muốn sử dụng nữa thì tôi bắt lại rõ ràng rồi bằng nửa giá, đúng không? Mà giá đó là giá gốc luôn thì vẫn bán bình thường, đúng không nào? Đó là câu chuyện đầu tiên, đúng không? Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về mình đóng vai là một người sử dụng thực tế. Tôi đang sử dụng đây này, mình đang sử dụng rất là nhiều dây cáp luôn các bạn, sử dụng bằng iPhone 12 Pro Max luôn, đúng không ạ? Các bạn có hình dung là một cái điện thoại hơn 30 mấy triệu, lúc mới ra là khoảng 40 triệu, mình là những người sử dụng đầu tiên ở Việt Nam rồi cái sử dụng cái điện thoại này, ví dụ vậy. Mới sử dụng cái cáp này tôi thấy rất là ok luôn, và hiện tại thì tôi mua nhưng mà tôi đang dư một cái sản, một cái dây cáp này. Đó, mà anh em nào mà cần thì tôi bán lại. Cái này trường hợp là tôi đang dư, tôi đang mua dư ra một cái cáp. Đó, và tôi cảm thấy rất là xịn, và anh em nào mà vẫn gạt bình thường, anh em nào muốn mua lại thì tôi sẽ bán lại. Ok. Ok không ạ? Ok luôn. Cái chiến lược này mình bán iPhone sử dụng cực kỳ đỉnh cao luôn, bán cục sạc bán gì cũng được. Và bán trong hội nhóm là bán bằng cá nhân nó phải bán như thế. Đúng không nè? Đấy, là mình không có sử dụng chiến lược. Còn mình bán trên fanpage thì như thế nào? Mua hàng trên fanpage của em nếu như là khách hàng đầu tiên á thì em sẽ tặng cho mọi người một trong ba phần quà, một đấy là dây cáp Samsung đấy, để sạc dự phòng, hai là dây cáp iPhone, ba là một cái tai nghe S7. Nếu như bạn là khách hàng đầu tiên trên fanpage, và chương trình khuyến mãi này á là trong 15 ngày đầu tiên của một tháng, 15 ngày tiếp theo thì có một cái chiến lược khác. Và mình có chiến lược không? Không có chiến lược, không có câu chuyện, đúng không, để bán hàng, đúng không ạ? Ok, mình cảm thấy hay không ạ? Cảm thấy chiến lược này hay, có thể áp dụng đúng không ạ? Và tôi áp dụng hàng ngày luôn đó, đúng không ạ? Bình thường luôn đó. Đó. Và một cái dây cáp thì cũng như bình thường thôi, nhưng mà pin bán với cái bộ cáp Pro Max đó là cực kỳ khủng luôn. Đúng không? Lãi vãi luôn đúng không ạ? Không nói ở đây đúng không ạ? Anh em nào mới bán chuyên sâu thì mình sẽ chỉ, đúng không? Còn không thì ông cứ áp dụng bán kinh khủng lãi luôn. Do vậy, lý do tại sao bán phụ kiện nó mới lời, đúng không? Đó, còn lại anh em mình tự suy nghĩ cái chiến lược thôi. Bởi cái đấy là người tôi đặt ra để cho anh mình thấy rằng từ là còn nhiều người sử dụng các cái kỹ năng hay quá mà mình không áp dụng. Có nhiều người người ta áp dụng kỹ năng hay vô cùng luôn, đúng không? Mình vô cùng mà mình cảm thấy đáng nể, thật sự là hay, mình phải học. Và mình học cái gì? Học cái đó. Không còn lại sản phẩm chẳng gì khác biệt đâu. Đời đời muôn thuở, đúng không? Mình đã nói rồi. Đó, lên mặt trăng thì người ta cũng đã lên rồi. Đi lên sao Hỏa thì bây giờ đang có nhem nhóm rồi. Những cái liên quan đến vũ trụ tầm rất là kinh khủng khiếp, nó ở ngoài gọi là tư duy tầm vũ trụ nó đã suy nghĩ được rồi, thì những cái thứ trên mặt đất này ấy, nó không có gì khác biệt. Khác biệt lớn nhất là do bản thân mình có tạo sự khác biệt hay không thôi, chẳng có gì mới. Cáp chẳng có gì mới, thời trang cũng chẳng có gì mới, áo vải nó chỉ là mảnh vải che thân thôi đúng không, và vải kín như này nó không mặc đúng không. Có những người còn mua gì lọt khe đúng không, rồi là cái gì gì đấy đúng không, một tí vải thôi còn bán được mà. Cả đống vải mà không bán được đúng không, nên ra là cắt nhau cái tư duy và chiến lược không gì nữa, đúng không nào? Ngày xưa thì xây nhà thì kín cổng cao tường, bây giờ chơi toàn kính thôi đúng không ạ, kính nhìn thấy hết luôn đúng không ạ, kéo rèm lại phát là mới kín thôi, còn không thích phải kéo rèm ra, nên tư kính cường lực ấy nó kiểu vậy đúng không. Và căn bản là tư duy khác biệt nó tạo ra cái thành công mới đó, mà tư duy marketing nó cũng phải khác biệt. Và bây giờ mình ăn xong mình suy nghĩ để xem thằng Cao Hổ đang làm gì đấy thôi, đúng không ạ? Đó là cái mà mời mình chia sẻ đúng không ạ. Có em mà muốn có một cái giá tốt hơn đúng không ạ, và anh mình hay hỏi giá VIP ấy, anh mình có thể tham gia cái VIP member, đó là cái team đào tạo rất là chuyên sâu về vấn đề về những cái mà vừa xong tôi nói đúng không ạ, trong VIP được học hết, rất là đơn giản, nó chỉ là những cái dòng thôi, và đó là những cái dòng đó mà Hà làm hoài luôn, kể cả chiến lược của chị Yến đúng không ạ? Chị Yến ngồi trong những VIP member và đi ghi tổ team đúng không ạ? Sau đó là học đi học thầy Phạm Thành Long với khóa học 500 triệu đó, đúng không ạ? Học cực kỳ khủng khiếp đó. Học khủng khiếp đúng không ạ? Đấy, của doanh nghiệp đấy, học rất là cái từ nhỏ trở lên đúng không ạ? Một member rất là xuất sắc của Fori rồi, sau đó lại được học thêm rất là nhiều khóa của Phạm Thành Long nữa, nên trở thành một cái người kỹ năng rất là toàn diện đúng không ạ? Mặc dù rất là lớn tuổi, anh có thể nhìn thấy những cái kiến thức của chị Yến để mình xem nhá. Đấy, đấy là cái mà đầu tiên mà anh mình
xem nhé. Rồi là anh em muốn có một cái giá tốt hơn đúng không ạ? Hay anh em có một cái muốn nắm một cái kiến thức, kỹ năng trong trong về marketing, tất cả mọi vấn đề liên quan đến Shopee hay là website hay là digital phễu marketing, có thể liên hệ Vin nhé, để Vin sẽ chỉ cho các bạn những cái các cái kênh học hiệu quả đó. Còn hiện tại là có những ngách ở trong Fori nó rất là dễ bán, như là thời trang, như là pizza, như là gia dụng, như là đặc sản này, rồi là về 8 ngách mà mình hay share cho các bạn đó. Đó là những ngách mà mình đang làm, rồi là nước hoa này, rồi là mỹ phẩm này, đấy, sinh lý nữ này, cực kỳ hay luôn, cực kỳ nhiều khách hàng luôn. Do mình có áp dụng chiến lược hay không thôi, nếu mà học áp dụng chiến lược đúng á, đơn cực kỳ khủng khiếp luôn, đơn ra đều lắm đúng không, do mình không có sử dụng thôi chứ không ứng dụng thôi. Bán ví ở bán sinh lý nữ đúng không, tham gia các nhóm nữ đúng không ạ, có một nick nữ, xong rồi là đăng tải những cái vấn đề nỗi đau của chị nữ, nỗi đau của khách hàng đúng không ạ, của phụ nữ đúng không ạ, đấy, về như thế này như kia đúng không? Chúng ta làm đảm bảo luôn là ăn luôn, chắc chắn luôn. Đấy, đấy là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn nhá. Anh có gặp khó khăn gì đúng không, hay là cứ thoải mái lên trên đấy chia sẻ nó lên đúng không, nhóm để thảo luận mà, nó là miễn phí các bạn, nên là cứ hỏi thôi nha. Ok, mình cảm thấy cái buổi training, buổi hướng dẫn, buổi chia sẻ này nó ok không ạ, nó tuyệt vời không ạ, tất cả mọi người có thể bình luận đúng không ạ, ổn không ạ, áp dụng đúng không ạ, những cái kiến thức này là áp dụng ngay lập tức được chứ không phải là lý thuyết suông đâu, lý thuyết cũng quái gì đúng không ạ, trong ngách đã chọn những sản phẩm bắt đầu thực chiến marketing đúng không ạ, các bạn cảm thấy như thế nào ạ, ok không ạ, tuyệt vời không ạ, ok đấy. Và anh mình cần cả cái gì thì liên hệ với mình sau cái buổi dung này đúng không ạ, số điện thoại Zalo là 0365988719 nhé, 0365988719 đúng không ạ, mỗi ngày một kiến thức đúng không ạ, kiến thức thì rất là nhiều đúng không ạ, về kỹ năng kỹ thuật, kiến thức tổng quan vô cùng nhiều đúng không ạ, để áp dụng mọi thứ, không phải để bán thế này đúng không ạ, để mình học, mình có kỹ năng mình làm dịch vụ mà, không phải làm dịch vụ thì phải làm tốt rồi, làm chất rồi đúng không ạ, sau đó là mình làm thầy người khác đúng không đó, mình chỉ là mình hướng dẫn người khác để làm được giống như mình, và đó là công sức mà trải qua rất là nhiều thời gian để mình nghiên cứu ra được, thì hoàn toàn đó là điều xứng đáng đúng không, đó là đúng nghĩa là mình là người làm đào tạo đúng không, mình hướng dẫn rất là chi tiết từ căn cơ chân tơ kẽ tóc như vậy đấy, ok mình làm là ok thôi đúng không, và thế thôi, quy trình là như vậy, bán cho mình này đấy, làm cho người khác để người khác bán tốt hơn, và đào tạo lại cho người khác để người khác làm được, đó là cái tinh thần của Fori. Và tất cả mọi người mỗi cái đội nhóm thì sẽ có một cái cơ hội, các bạn là new buy, các bạn làm dropship ấy, thì bạn sẽ có cơ hội bán hàng trong Fori miễn phí mà, đâu có gì đâu. Bây giờ như bạn ở VIP thì bạn sẽ có rất nhiều kỹ năng rồi, bạn có thể đi làm cho người khác, hoàn toàn có thể làm cho người khác, khi mà bạn đến một kỹ năng gọi là chỉnh chu, mọi người có thể đi nhận job làm dịch vụ marketing cho người khác. Khi mà các bạn ở digital chẳng hạn, bạn học toàn bộ mọi vấn đề về kiến thức về dịch vụ admin, có các cái module ở trên kinh doanh online Z, cộng với trong cái group trong đó học cực kỳ nhiều kiến thức luôn, vô cùng nhiều, và training admin đào tạo hết 2-3 tháng mà, nên kỹ năng kiến thức nhiều vô cùng, nên là học xong là có kiến thức rất là nhiều, lớp 5 của mình 5-6 năm thực chiến của mình cũng không phải là thời gian ngắn đâu đúng không? Ngày nào cũng rất là trễ mới ngủ đó, đây là những kiến thức rất là căn cơ đó, thì các bạn có thể là làm thầy của người khác được đúng không, giống như chị Chi, giống như Hảo đúng không, giống như Thắng, có học viên cũng có học trò đó, cũng không phải đơn giản đâu, tại vì nó là kỹ năng mà rất là nhiều năm để có được đúng không, và rất là nhiều tháng để mày mò mình làm được ra kết quả, mình hoàn toàn tự tin là chứ ở trong đây chẳng có gì hết đúng không, chẳng có làm đây mang con bỏ chợ, tất cả anh em mình đều như nhau, đều như bay và công thức đúng không ạ, nên ra là em xác định đúng không ạ, xác định để học làm sao để cho một cái lộ trình nó logic với nhau, nó logic với nhau một cái trọn vẹn, thì chúng ta sẽ không bị vấp, không bị khó, bán gì chẳng được, thật sự luôn á, em bán gì cũng được, bán gì cũng được, và tại vì già và kiếm tiền nó khó mà, thật sự không khó đúng không, bán 2-3 cái nick Facebook thôi là đủ tiền, thật một cái nick Facebook này mình bán 150 mà 2 nick là 300.000 rồi, bán nick bia thì bán hosting là 50 đô là cả triệu rồi, hay làm cái web 3-4-5 triệu
2 triệu gốc kiểu gì cũng bán, đúng không? Mình dư là mình làm thôi, không có tiền, đúng không? Hay là làm bộ ảnh cho cái người này người kia, nhiều việc đến hôi khi mình không làm luôn, thật sự có nhiều người này cái job nhỏ mình không thể làm. Đó là do tại sao mà anh em mình làm mình kết hợp lại, đúng không? Có những người người ta không phải như thế, đúng không? Đấy, cái người ăn không hết thì mà kể lần không ra là như vậy, nên là phải lập team, phải lập đội, đúng không? Và chúng ta phải trau dồi kỹ năng kiến thức sẵn sàng hết, đúng không? Người ta gọi là nuôi quân 3 năm mà chúng ta phải sử dụng kỹ năng rất là lâu, đúng không? Dụng 1 giờ có job phát là làm thôi, là kiếm được tiền rất là dễ thôi, nó như vậy, giống như mình vậy. Đó là ngồi đây với các bạn có người chuyển khoản cho mình, đúng không? Kiếm ra tiền cho tài khoản để xem. Đó. Và đấy, có người rất là nhiều, mấy người người ta chuyển khoản cho admin này, đúng không ạ? Đấy. Đây này. Vietcombank này, các bạn có thấy trong cái quá trình dung lúc nào cũng vậy thôi, đúng không ạ? Trong cái quá trình dung 1-2 tiếng là sẽ có người chuyển khoản cái gì đó liên quan ở nick này, liên quan đến tool tiếp này, hay lắm, đúng không ạ? Khóa học hay là cái gì đấy, đúng không ạ? Phần mềm gì đấy. Tại vì mình sẽ rất là nhiều, làm rất là nhiều để mình được nhiều. Mình làm cho mình mà, đâu phải làm cho người khác đâu. Đi làm thuê mình làm như con trâu, như con bò. Đến khi mình làm cho mình ấy, thì mình lười vãi ra, đúng không? Bây giờ nghèo là điều đương nhiên, đó là cái hệ quả rồi. Còn mình làm cho mình mà cũng giống như làm thuê cho người khác thì độ 3 năm thôi là mình có rất là nhiều thứ rồi. Đấy là cái mà rõ ràng thôi. Đấy, anh mình có cái ngẫm xem là tôi cũng là một người đi làm thuê, gọi nên tôi hiểu. Chứ không có gì hết. Anh em cứ làm như kiểu là không bao giờ được làm nữa đấy. Kiểu như là ngày mai sẽ chết đến nơi rồi đấy. Thì chúng ta mới thành công được. Nó phải đánh đổi thôi. Chứ lúc nào nó là giữ sức khỏe này kia, nó thật sự luôn. Phải đánh đổi thôi. Khoa học thì khoa học đó, nhưng mà khó để trọn vẹn. Sau đó mình phải làm, tại vì tương lai con em chúng ta mà, đúng không? Kệ cha tương lai con em chúng nó thôi, chứ làm sao được, đúng không nào? Đấy là những cái lời tâm sự của cái buổi Zoom này cho anh em mình về cái động lực, với cái tinh thần, với cả các bạn trẻ đó, đúng không ạ? Đó, ok, rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy, giống như là King Home á, cứ Zoom này là anh em lại chốt được áo này, chốt được phụ kiện, cái nét phụ kiện là nét cực kỳ hay luôn, vô cùng hay luôn, nó có vô cùng nhiều chiến lược và tôi áp dụng đủ các loại chiêu trò luôn, chẳng qua là không muốn bán thôi, đúng không? Chứ bán nó là đầy đơn luôn. Ngày 5-10 đơn là chuyện bình thường, nói thật sự anh em. Nó cũng vô vàng nhiều thứ, tại vì cái phụ kiện ai cũng cần hết. Bán rẻ, bán lỗ, bán hòa vốn, bán tặng quà, đúng không ạ? Bán combo, bán các kiểu, đúng không ạ? Cái group nào mà nó bán nhiều cái khác rồi, bán đồ ăn nhiều á, mình bay vào đó bán phụ kiện. Đó. Mình đầy group, một cái nhóm nó tham gia đâu đó là được 1.000 nhóm, 1 nick Facebook ạ. Bán trong nhóm nhiều khách lắm, thật sự luôn á. Chẳng qua là mình làm thôi, chúng mình làm toàn quan trọng là cũng nào làm ra kết quả thôi, chứ chẳng có cái tùy, đúng không? Mỗi người một thế mạnh, thằng làm Shopee mạnh, thằng làm group mạnh, thằng làm fanpage mạnh, thằng làm Facebook cá nhân mạnh, thằng làm YouTube mạnh, thằng làm review TikTok mạnh, một đâu là kênh mạnh nhất, đúng không? Tùy kênh nhiều mà, đúng không? Nhiều chiến lược. Có người inbox là bây giờ làm sao giữ được người ta ở lại với mình mới hay, và giữ lại người ta ở mình bằng gì ạ? Lợi ích, bán giá cao lên rồi tặng thật là nhiều quà, hay là bán giá rẻ, đúng không? Nhưng mà ăn ở chỗ khác, ăn ở đơn sau hoặc ăn tiền ship đó. Và không ngại va chạm được admin bán, mà bán cái tai nghe AirPods bán kinh khủng luôn, mà nó lỗi cũng nhiều, mà nó bán lời nhiều cũng nhiều, đúng không? Mà lỗ lời nó thế nào cũng ngang nhau, cũng lời nhẹ thôi, đúng không? Mà mình cũng chơi tới rồi, đúng không? Bán mấy trăm, mấy cả ngàn cái ấy, mấy năm, đúng không? AirPods ấy, rất là nhiều tiền luôn, kinh khủng nhiều tiền luôn. Sau rồi mình bảo là thôi bán mấy cái nhẹ nhẹ thôi cho nó dễ đấy, còn lại tiêm order không bán nữa, tại vì nó mệt lắm, đúng không? Đấy là những cái gọi là bán thời trang thì là vô vàn rồi, đúng không ạ? Vô vàn thứ luôn, đúng không? Bán thời trang thì thật sự luôn là vô vàn thứ, nhiều thứ lắm luôn á. Bán thời trang là vô vàn chiến lược, đúng không? Tặng các kiểu luôn, đúng không? Đủ trò, do mình thôi, đúng không? Hỏi visa hay là cái nào này kia thì cao cấp thì mình sẽ chỉ target đến cao cấp thôi. Mà làm sao để kiếm được những người cao cấp thì bản thân mình phải cao cấp trước đã. Mình phải sử dụng cái hàng cao cấp thì mình mới bán được hàng cao cấp. Chứ không mình nói ai nghe, không nói không ai nghe hết, đúng không? Rõ ràng rồi. Đấy, nó là cái tư duy thôi và nó tạo nên sự khác biệt.
Ok, đó là những cái chia sẻ đúng không? Và anh mình cần gì thì liên hệ mình để mình hỗ trợ hết mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc em mình có một cái buổi học thật là tuyệt vời. Hoặc ứng dụng những kiến thức này, những kỹ năng này thật là chuẩn để tạo ra được thật là nhiều chuyển đổi trong cái dự án của mình. Bán gì cũng được hết. Hồi bán ở trong Quarry bán đâu cũng được, mà bán gì cũng được. Đúng không? Tôi chẳng quan trọng bán gì đúng không? Các bạn áp dụng các kiến được của những cái kiến thức này nên vừa xong ban đầu em nói là phải tốc tí để đi lại, hay là sau này nghĩ lại không là nghe hay hai ba hôm hay là một hai tuần là quên đi các chiến lược hay à đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn thành công.